Chương 251, cảm ơn nhiều. Giang Sách lái xe chở Đinh Mộng Nhiên đến tòa nhà chính của công ty và đậu xe ở chỗ trống. Ngay khi cả hai bước xuống xe thì liền nhìn thấy Đinh Phong Thành đùng đùng tức giận tiến lại gần. "Đinh Mộng Nhiên, ai cho cô lái xe của anh?" Đinh Phong Thành tức giận hỏi. Đinh Mộng Nhiên nhún vai, "Mấy ngày nay xe của em gửi đi sửa rồi, nên tạm thời mượn xe của anh dùng một chút. Yên tâm, hôm nay em sẽ không dùng." "Mượn? Cô chưa từng nói với anh." đây là ăn trộm đinh phong thành để xe qua một bên đau khổ muốn chết đi được ôi ôi sao xe của anh lại bẩn như vậy đinh mộng nhiên nhanh chóng lặng lẽ kéo giang sách rời đi đinh phong thành vẫn còn đau khổ vì chiếc xe bị bẩn ngay khi quay đầu lại thì đã không nhìn thấy bóng dáng đinh mộng nhiên đầu nữa đinh mộng nhiên cô bồi thường chiếc xe yêu quý của anh mau đúng lúc anh ta đang tức giận không chỗ chút thì một nữ phóng viên đeo kính chạy tới theo sau là một người đàn ông cường tráng cầm theo máy ảnh. Xin hỏi, anh có phải là chủ nhân của chiếc Porsche này không? Đinh Phong Thành quay đầu nhìn lại, cô là. Tên tôi là Thịnh Linh và là phóng viên của tạp chí xe tốc độ. Đêm qua, tôi đã may mắn được chứng kiến trận so tài của anh và tay lái đứng đầu của đội xe tập tốc. Tôi thực sự khâm phục thực lực của anh, vì vậy tôi muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn riêng với anh. Không biết có được không? Đội xe, trận so tài. Cuộc phỏng vấn. Đinh Phong Thành nghe xong thì sướng sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Quay đầu nghĩ lại, có lẽ là trong khoảng thời gian xe của mình bị Đinh Mộng Nhiên lái đi. Cô đã dùng chiếc Porsche của mình để thi đấu với một tay đua chuyên nghiệp. Chỉ là anh ta đang rất khó hiểu, với kỹ năng lái xe không thuần thục của Đinh Mộng Nhiên, thậm chí còn lo lắng trước đèn giao thông, làm sao có thể cạnh tranh được với một tay đua chuyên nghiệp. Anh ta nói cô nhận sai người rồi chăng? Dường như Thịnh Linh đã sớm dự đoán được anh ta sẽ nói như vậy, cố ý mở điện thoại lên và tìm kiếm mấy bức ảnh. Thưa anh, đây là bức ảnh tôi chụp đêm qua, anh không cần phải cố ý giấu giếm thực lực đâu. Ồ, để tôi xem. Đinh Phong Thành liếc nhìn một vài bức ảnh, nhận ra rằng đó thực sự là chiếc poster của mình. Nói cách khác, Đinh Mộng Nghiên hoặc người nào khác đã dùng xe của anh ta để so tài với tay đua chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất là, xét theo tình huống trong bức ảnh, còn chiến thắng. Anh ta ho khan một tiếng và hỏi, các anh muốn phỏng vấn cái gì? Thịnh Linh nói, nếu anh có thể chiến thắng liệt diếm hổ của đội xe tật tốc, điều đó cho thấy thực lực của anh rất vượt trội. Chúng tôi muốn để anh vào thế hệ thần xe dân gian thời đại mới. Khi đó, chắc chắn anh sẽ được một số lượng lớn tay đua săn đón, không biết có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp sẽ bị anh mê hoặc. Nghe vậy, đôi mắt Đinh Phong thành dạng dỡ. Mặc dù biết rõ bản thân mình không thực lực đó, biết rõ người khác đã đánh bại liệt diễm hổ bằng chiếc xe của mình, song điều đó không quan trọng. Ai bảo anh ta là chủ nhân của chiếc xe này chứ? Đinh Phong Thành ho khan một tiếng, con người tôi tương đối khiêm tốn, bình thường không muốn phô bày thực lực chân chính. Chào ôi, nếu đã bị các cô phát hiện rồi thì cũng không còn cách nào nữa, tôi không thể không công khai thừa nhận thân phận, thần xe, này rồi. Thịnh Linh vui mừng khôn xiết, nói như vậy là anh đã đồng ý phỏng vấn của tôi rồi sao? Đương nhiên. Cảm ơn nhiều. Sau đó, Đinh Phong Thành dẫn nhóm người Thịnh Linh vào tòa nhà công ty, tìm một phòng khách làm phòng phỏng vấn tạm thời và kể về những sự tích của mình. Thịnh Linh nhầm tưởng Đinh Phong Thành thật sự chính là người đã đánh bại liệt diễm hổ nên tập trung tinh thần lắng nghe trong suốt quá trình và ghi chú chi tiết. Sau khi cuộc phỏng vấn chấm dứt, Thịnh Linh lập tức trở lại tòa soạn báo và viết nội dung cuộc phỏng vấn để xuất bản. Ngay sau khi tin tức được đưa ra đã được lan truyền rộng rãi. Khiêm tốn, thần xe dân gian, chiến thần lái xe chuyên nghiệp. Mỗi một cái cũng đủ để chạm đến trái tim của những người ham thích đua xe, thậm chí cả những quần chúng ăn dưa lê cũng sùng bái tột bậc đối với thần xe này. chương 252, Rắn Hổ Mang Ai cũng biết rằng nhà họ Đinh ở khu Giang Nam có một nhân vật rất đáng gờm những chàng pháo tay và hoa tươi mà Đinh Phong Thành nhận được thực sự làm người ta hâm mộ. Đinh Mộng Nhiên ngồi trên ghế sofa trong nhà, lướt qua những tin tức về Đinh Phong Thành hết cái này đến cái khác, gương mặt gần như tái xanh đi vì tức giận. Cuối cùng, cô đập chiếc điện thoại lên trên bàn. Tức chết em rồi, tức chết em rồi. Rõ ràng người đã lái xe chiến thắng GTA ngày hôm đó là giang sách mà. Tại sao bỗng dựng lại biến thành Đinh Phong Thành rồi? kỹ năng lái xe của anh ấy còn không bằng em nữa, dựa vào đầu lại là chiến thần lái xe chuyên nghiệp. Những biên tập viên viết tạp chí này không biết xét duyệt một chút sao. Thật là tức chết người ta mà. Giang sách mang một ly nước chanh đến và đặt trước mặt Đinh Mộng Nghiên. Được rồi, đừng tức giận nữa. Nào, uống ly nước đi. Đinh Mộng Nghiên bưng lên nhấp một ngụm, ôi chua quá. Giang sách nở nụ cười, em cũng biết chua à. Đinh Mộng Nghiên trợn trắng mắt nhìn anh, không phải em đang bất bình thay anh à? Anh còn cố ý châm chọc em? Cũng không phải châm chọc em, chỉ là anh cảm thấy em không cần thiết phải tức giận. Tại sao lại không cần thiết? Phải biết rằng anh mới là người đã đánh bại chiếc GTA đó, là người đã đánh bại tay đua chuyên nghiệp. Anh mới là người nên được hưởng thụ những tràng pháo tay và hoa tươi của mọi người. Đinh Phong thành chẳng có tí bản lĩnh gì cứ giả vờ như là một con sói đuôi lớn hết chỗ này tới chỗ kia, nhìn mà khiến người ta chán ghét. Giang sách nắm tay Đinh Mộng Nhiên, thản nhiên nói, thực ra thế giới này rất công bằng. Chúng ta dùng xe của Đinh Phong Thành, công lao bị anh ấy cướp mất, vậy cũng không thể nói gì hơn. Nhưng có một câu nói là, thật không thể giả, giả không thể thật. Bất kể Đinh Phong Thành có thể giả bộ làm sói đuôi lớn này như thế nào thì cũng sẽ có một khoảnh khắc nào đó lộ đuôi thôi. Có ý gì, còn cần phải nói sao, đội xe tất tốc là đội tuyển chuyên nghiệp hàng đầu quốc gia, số lượng người hâm mộ vô cùng lớn. Hiện tại tay đua của bọn họ lại bại một tên thần xe dân gian, gây ra một trò cười lớn. Người ta sẽ chịu bỏ qua như thế ư. Ý anh là, đội xe tật tốc sẽ trả thù. Không biết có phải là trả thù hay không, nhưng mà nhất định sẽ có hành động gì đó. Chờ xem đi, nếu Đinh Phong Thành đã thưởng thức hoa tươi và những chàng pháo tay thay anh, vậy cũng nhất định phải gánh chịu cơn giận dữ của đội xe tất tốc thay anh được và mất sẽ luôn hợp nhất vậy thì anh có gì để tức giận đây nói tới đây cơn giận của đinh mộng nghiên đã tiêu tan hoàn toàn rồi không những không tức giận mà thậm chí cô còn có chút mong đợi đội xe tật tốc sẽ tìm tới cửa thật nhanh cô rất muốn xem đến lúc đó đinh phong thành sẽ có sắc mặt như thế nào nghĩ rồi lại nghĩ đinh mộng nghiên bất chợt nhìn chằm chằm vào giang sách Giang sách sừng sốt, em đang nhìn cái gì? Nhìn anh đó. Nhìn anh, anh có gì đẹp hả? Đinh Mộng Nhiên nói, sao em cảm thấy anh càng ngày càng giống một nhà triết học thế? Giang sách cười lắc đầu, không phải là anh giống nhà triết học, mà là em có hơi ngốc thôi. Giang sách, công ty nhà họ Đinh, trong phòng họp. Đinh Trọng đang có một cuộc họp với các nhân viên nòng cốt của công ty để thảo luận về kế hoạch làm việc trong tháng tới, và Đinh Mộng Nhiên, Đinh Phong Thành cũng ngồi ở hàng ghế người tham dự họp. Đang thảo luận thì một nữ thư ký đi đến, cô ta nói với Đinh Trọng, chủ tịch, bên ngoài có một người đàn ông tự xưng là, rắn hổ mang, tới muốn gặp cậu hai. Hả? Rắn hổ mang? Gặp Đinh Phong Thành? Đinh Trọng nhìn về phía Đinh Phong Thành, ông ta hỏi, cháu dây dưa với mấy loại người không đứng đắn như vậy từ bao giờ hả? Đinh Phong Thành liên tục lắc đầu, không có, cháu không hề quen biết. Anh ta nhìn về phía cô thư ký, cô có nghe rõ không vậy? Tới tìm tôi sao? Không sai, đối phương còn dẫn theo khoảng 7, 8 người nữa tới, hình như họ nói cái gì mà thành viên của đội xe tật tốc ấy. Chương 253, là tôi đây. Vừa nghe đến bốn chữ đội xe tật tốc, sắc mặt Đinh Phong thành lập tức thay đổi, có vẻ anh ta đã ý thức được vấn đề rồi. Mấy ngày này Đinh Trọng cũng nghe nói Phong Phanh đầu đó rằng đứa cháu không nên thân của mình không biết vì cái gì mà tự nhiên trở thành thần xe trong dân gian được mọi người khen ngợi không ngớt, danh tiếng vang dội. Trong nhận thức của Đinh Trọng, kỹ thuật lái xe của Đinh Phong thành cực kỳ tệ, căn bản là không phù hợp với hai chữ thân xe chút nào cả. Thật không hiểu nổi tại sao lại thổi phồng lên tới mức đó. Ông ta nói đội xe tất tốc là một đội xe chuyên nghiệp đứng đầu cả nước nếu người ta đã chủ động tới trước cửa yêu cầu gặp mặt thì chúng ta cũng không nên từ chối. Phong Thành, cháu đi gặp đi. A, à, dạ. Đinh Phong Thành rồi như tơ vò, miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài. Mà Đinh Phong Thành đi, những người khác cũng chẳng còn tâm tư nào học tiếp, tất cả họ đều tò mò không biết mọi chuyện sẽ tiến triển thế nào. Đặc biệt là Đinh Mộng Nhiên, cô cực kỳ muốn biết Đinh Phong Thành sẽ xử lý thế nào. Đến cả Đinh Trọng cũng tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì thế hội nghị đến đây là kết thúc mọi người đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình tất cả đều đi về phía đại sảnh nhìn thấy đám người rắn hổ mang kia rắn hổ mang là một người có diện mạo trông khá gầy yếu nhưng cơ thể lại vạm vỡ cơ bắp đầu ra đấy chưa hết xung quanh anh ta tản ra mùi nguy hiểm nồng nặc đặc biệt là đôi mắt kia những người bị đôi mắt anh ta nhìn chúng đều sẽ có cảm giác không rét mà run đinh phong thành liếc nhìn anh ta một phát đã sợ tới mức xoay đầu đi không dám nhìn lại rắn hổ mang nheo mắt. Người đàn ông trước mắt anh ta đây chính là người đã đánh bại đàn em tài giỏi, cánh tay đắc lực của anh ta liệt diễm hổ sao. Có điều, khí chất của người đàn ông này vừa nhìn đã thấy không đạt tiêu chuẩn rồi. Rắn hổ mang chủ động duỗi tay ra bắt chuyện trước, anh chính là thần xe anh Đinh đúng không? Đinh Phong Thành cũng chia tay ra bắt tay anh ta. Là tôi đây. Chào anh Đinh, mấy ngày trước, em ba của tôi là liệt diễm hổ đã may mắn có cơ hội tỉ thí với anh, kết quả là thua, thất bại thảm hại. chuyện này mọi người ai cũng biết hết rồi, nên đinh phong thành cũng không phủ nhận. anh ta sờ sờ đầu, kiên trì nói a, à, đúng là có chuyện như vậy thật. rắn hổ mang tiếp tục nói em ba của tôi vốn dĩ là học nghệ thông tin, vậy mà lại dám đứng trước mặt anh đây há miệng khoe khoang, thật đáng xấu hổ. anh cho nó bài học như vậy thật tốt quá. chuyện vừa chuyển, anh ta đột nhiên nói tiếp, nghe em ba tôi nói kỹ thuật lái xe của anh vô cùng điệu nghệ có thể vào cua mà không cần giảm tốc độ, kẻ khác xem thể là đủ rồi. Còn kẻ hèn này vẫn chưa được tận mắt chứng kiến, thật sự tiếc nuối vô cùng. Vậy nên, không biết anh đây có thể cho kẻ hèn này chút mặt mũi, cùng kẻ hèn này tỉ thí một trận, để kẻ hèn này có cơ hội được mở mang tầm mắt không? Thời gian, sân đấu, tất cả đều do anh lựa chọn, tôi tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Rắn hổ mang khách sáo nói. Trên thực tế, đây làm gì phải lời đề nghị nào chứ, rõ ràng là đã viết sẵn lời tuyên chiến. Là một đội xe chuyên nghiệp, lớn nhất cả nước, vậy mà một người nòng cốt trong số đó lại bị người vô danh đánh bại, dẫn đến việc cả một đội xe đều trở thành trò cười cho thiên hạ. Suốt nhiều ngày nay, đội xe tật tốc đã bị không biết bao nhiêu người cùng ngành chế cười. Vậy nên hôm nay, rắn hổ mang muốn đích thân khiêu chiến người được mệnh danh thân xe. Trong truyền thuyết này, tôn nghiêm của bọn họ đã bị mất đi ở đâu, thì phải nhặt lên ở đó đinh phong thành biết rõ sức lực bản thân anh ta đến đâu anh ta làm gì có bản lĩnh mà tỉ thí với những tay đua chuyên nghiệp như vậy chứ anh ta nuốt nước miệng xấu hổ gãi gãi đâu cái đó tôi nghĩ là không cần đâu rắn hổ mang lập tức trừng mắt liếc nhìn đinh phong thành một cái ánh mắt giống như loài rắn độc đang săn lùng con mồi khiến đinh phong thành sợ tới mức nuốt ngược mấy lời định nói vào trong rắn hổ mang ngoài cười nhưng trong không cười anh ta nói đương nhiên tôi sẽ không để anh đinh đây tỉ thí không bất kể thắng thua thế nào, kẻ hèn này đều sẽ dâng lên cho anh phí mời là một ngàn vạn. Một ngàn vạn sao? Lại còn bất kể thắng thua nữa chứ? Đinh Phong Thành bị dao động, gần đây anh ta nghèo đến sắp điên rồi, anh ta đang rất cần tiền. chương 254, Đinh Phong Thành cảm thấy đời anh ta thật khổ quá. Chỉ bằng cứ đồng ý đại đi, đến lúc đó thì ra vẻ xem thường tùy ý một chút, thua thì thua, cũng chẳng có gì ghê gớm, dù gì thì đối phương cũng là một con át chủ bài trong đội xe chuyên nghiệp khét tiếng cơ mà, thua thì cũng chẳng có gì là mất mặt cả. Thua mà còn lấy được một ngàn vạn, rất có giá trị. Đinh Phong thành hèn hạ hỏi lại, có thật là mặc kệ thắng thua thế nào, anh cũng đưa cho tôi một ngàn vạn chứ? Rắn hổ mang cười, anh ta vung tay lên một cái, lập tức có người đi đến dâng lên, giấy sinh. Từ, ký xuống, giấy sinh tử này, dù có thắng hay thua, rắn hổ mang tôi đều sẽ dâng lên cho anh một ngàn vạn coi như là phí mời. Nếu kẻ hèn này thua, tôi sẽ lập tức rời đi, vĩnh viễn không bao giờ bước vào khu giang nam này một bước. Nhưng nếu anh thua, Đinh Phong thành sửng sốt, nếu tôi thua thì sao? Ha ha, kẻ hèn này nghe nói anh định đây là một nhân vật lớn trong nhà họ Đinh Kiệt xuất ở giang nam này. Nếu anh thua, tôi cũng chẳng dám yêu cầu gì nhiều, chỉ cần anh gỡ bảng hiệu gia truyền của nhà họ Đinh xuống cho tôi là được này không chờ đinh phong thành kịp mở miệng nói câu nào đinh trọng đã tranh lời nói trước không được bảng hiệu gia truyền đó là tổ tiên nhà họ đinh chúng tôi để lại đó là thể diện của nhà họ đinh làm gì có chuyện gỡ là gỡ nếu cái bảng hiệu đó bị gỡ thì còn gì là nhà họ đinh nữa rắn hổ mang cười này ông già giờ ông mới biết giữ thể diện sao Vậy thời điểm thân xe nhà các người vứt hết thể diện của đội xe tất tốc chúng tôi xuống đất để người đời điên cuồng dẫm đạp thì sao các người không thử ngẫm lại xem chúng tôi có xấu hổ hay không? Hả? Câu chuyện lại tiếp tục, chưa kể, ông già này, Đinh Phong thành nhà các người chính là thần xe trong dân gian, kỹ thuật lái xe vô cùng thần kỳ điệu nghệ, sao có chuyện anh thua được chứ? Ông nói thử xem đúng không hả? Đinh Trọng giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Không được, nói gì thì nói, tôi tuyệt đối không đồng ý rắn hổ mang cười, ha ha ha, hóa ra cái gọi là thần xe cùng lắm cũng chỉ là cái tên bên ngoài. Nhà họ đinh suy cho cùng cũng chỉ toàn hạng người ham sống sợ chết. Mà thôi bỏ đi, liệt diễm hổ, cậu hãy đi tìm phóng viên và nói họ đăng một bài báo rằng nhà họ đinh chưa chiến đã khiếp, tên nhát gan có thể thắng cậu lúc trước là hoàn toàn dựa vào may. Mắn, toàn bộ gia tộc này chỉ toàn người tham sống sợ chết, người yếu đuối không tài cán và là kẻ bất lực, đúng là đáng khinh. Đinh Trọng vốn là người sĩ diện. Mà người sĩ diện thì đương nhiên không chịu nổi sự đả kích này rồi. Dù rằng biết rõ đối phương đang dùng chiêu khích tướng với mình, nhưng Đinh Trọng không thể kiềm chế nổi nữa, ông ta hét lớn một tiếng, láo sược. Nhà họ Đinh tôi là chỗ để đám các người tùy ý coi thường, bắt nạt à. Thà rằng chết đứng chứ không thể sống quỷ được. Phong Thành, ông nội ủng hộ cháu, ký vào, giấy sinh tử đó nhanh. Đinh Phong Thành cảm thấy đời anh ta thật khổ quá, như này thì có khác gì trâu bắt chó đi cày chứ anh ta biết rõ mình không thể so đo nổi với đám người này nhưng cũng đành cắn răng đi ký tên sau ba nét bút anh ta đã hoàn thành việc ký tên vào giấy sinh tử khuôn mặt đinh phong thành dài ra như trái mướp đắng trông cực kỳ khó coi rắn hổ mang cười anh đinh anh không cần phải sợ đâu giấy sinh tử này chỉ là một cái tên thôi mà xã hội văn minh sẽ không ai lấy mạng sống ra thi đấu đây cùng lắm cũng chỉ là một bản thỏa thuận, tránh việc hai bên đấu xong sẽ không giữ đúng lời hứa ban đầu, mọi chuyện chỉ có vậy thôi, chứ không liên quan gì đến mạng sống. Không liên quan đến mạng sống sao? Nhưng liên quan đến thể diện. Đinh Phong Thành dường như bị nghẹn rồi, anh ta muốn khóc nhưng lại không thể khóc nổi. chương 255, anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu, sứt lời, anh ta lập tức xoay người rời đi. Đinh Phong Thành sướng sở đứng một chỗ, giờ phút này bản thân anh ta cũng không biết nên nói gì cho phải. Làm sao mà một người kỹ thuật lái xe giờ tệ như anh ta lại có thể so được với các tay đua chuyên nghiệp khác cơ chứ? Đã vậy giờ anh ta cũng chẳng thể làm, kẻ đào ngũ, nữa rồi, giấy sinh tử cũng đã ký, nếu thua sẽ bị tước bỏ bảng hiệu. Vậy bây giờ phải làm sao mới được đây? Mà Đinh Trọng có vẻ vẫn rất tín nhiệm anh ta. Ông ta đi tới vỗ vỗ bả vai Phong Thành, Phong Thành, nhớ phải cố lên, Đừng để ông nội phải thất vọng đấy. Nếu cháu có thể thắng bọn họ một lần, vậy thì đương nhiên sẽ thắng bọn họ lần thứ hai. Dám đứng trên đầu nhà họ Đinh chúng ta ra oai, ha ha, cháu hãy cho chúng biết nhà họ Đinh chúng ta lợi hại thế nào đi. Phong Thành à, cháu nhất định phải cố lên đấy. Ông nội đã lớn tuổi rồi, vị trí người đứng đầu gia tộc sau này đã định sẵn là sẽ truyền lại cho cháu rồi. Trong số những người thuộc thế hệ sau này, ông thấy chỉ có đường mặt là có vẻ hơn cháu nhưng nó gì thì nói đường mặt cũng chỉ là người ngoài, nên ông nội vẫn coi trọng cháu hơn. Cháu tuyệt đối đừng có giống đồ ăn hại giang sách cả ngày chỉ biết chọc ông nội tức điên kia đó, nhớ chưa hả? Đinh Phong Thành miễn cưỡng trương ra một nụ cười tươi. Có điều, nụ cười lúc này của anh ta trông còn khó coi hơn khóc. Trong lòng anh ta lúc này như thể có một vạn con ngựa đang cố chấp chạy trên bãi cỏ vậy, anh ta rất muốn nói là anh ta chẳng có kỹ năng lái xe chó má nào cả, nhưng Ninh Trọng đã coi trọng anh ta đến mức này rồi. Nếu giờ anh ta mở miệng thừa nhận sự thật rằng mình không có khả năng, vậy chẳng phải là đã tát thẳng một cái vào mặt Đinh Trọng hay sao? Không thể nói. Đinh Phong Thành chỉ biết bất lực cắn răng nói, ông nội, ông yên tâm đi, cháu nhất định sẽ không phụ lòng hy vọng của ông. Tốt, đây mới đúng là cháu trai ngoan của ông. Đinh Trọng cười lớn rồi rời đi, những người khác cũng lần lượt rời đi, tiếp tục cuộc họp đang giang dở trước đó đinh mộng nhiên cũng đang chuẩn bị rời đi kết quả lại bị đinh phong thành chạy vội tới nắm lấy cánh tay cô kéo cô sang một bên anh hai anh làm gì vậy đinh phong thành nhìn ngó bốn phía xung quanh sau khi chắc chắn là không có ai mới dám mở miệng nói mộng nhiên lần này dù có thể nào cô cũng phải giúp anh hai đấy đinh mộng nhiên cười cố ý hỏi anh nói gì vậy em nghe không hiểu hừ cô đứng đây giả bộ với anh làm gì hả chẳng phải lần trước là cô mượn xe anh đi đâu với đội xe tật tốc à, là cô chứ không phải anh nha. Trình độ lái xe hay kỹ thuật lái xe của anh hai cô thế nào cô cũng hiểu rõ còn gì, anh làm gì đủ thực lực mà đấu với rắn hổ mang chứ. Đinh Mộng Nhiên hừ lạnh một tiếng, sao hả, giờ đã biết sai rồi à. Mấy ngày nay em thấy lúc anh nhận hoa tươi lẫn những chàng vỗ tay của mọi người, làm gì có chút hối hận nào đâu. Đinh Phong Thành lẩm bẩm nói, lúc hưởng thụ thì ai mà nghĩ được nhiều vậy đâu chứ. Aida, mộng nhiên à, em đừng đùa giỡn anh hay nữa, giúp anh đi mà. Nếu giờ anh thua, bảng hiệu nhà chúng ta sẽ bị lấy mất đó. Mộng nhiên, dù gì thì em cũng không hy vọng nhà họ Đinh chúng ta bị mất mặt xấu hổ đầu đúng không? Chuyện này thật sự khiến Đinh mộng nhiên có phần hơi khó xử. Nói thật, việc Đinh Phong Thành có thua thắng hay mất thể diện đối với cô cũng chẳng vấn đề gì, thậm chí cô còn vui khi nhìn thấy Đinh Phong Thành phải xấu mặt, nhưng cô tuyệt đối không muốn thấy bảng hiệu nhà họ Đinh bị lấy mất, cô không muốn nhìn nhà họ Đinh bị người đời dẫm đạp. Đinh Mộng Nhiên thở dài, vấn đề là, em cũng không giúp gì được anh. Hả? Anh hai, em không gạt anh, người lái xe đêm đó không phải em. Hả? Vậy đó là ai? Giang sách. Giang, sách. Đinh Phong Thành đau đầu đến chết mất thôi, anh ta ghét nhất là phải nghe cái tên này. Trước đây anh ta đã bị giang sách làm nhục không biết bao nhiêu lần, đến mức mà giờ chỉ. Cần nhìn thấy giang sách thôi là anh ta đã thấy sợ hãi rồi. Nhưng mà, lần này không thể không tìm giang sách. Anh ta hỏi, mộng nhiên, cô có chắc là giang sách có kỹ thuật lái xe như vậy không? Đương nhiên, lúc ấy em ngồi trên xe với anh ấy mà, giang sách đánh bại liệt diễm hổ cực kỳ dễ dàng. Anh hai, những gì anh hưởng thụ trong mấy ngày nay đều là thành quả của giang sách cả đấy. Đinh Phong Thành gật gật đầu, được, Vậy đi, giờ anh sẽ đến nhà em một chuyến để nói chuyện với Giang Sách. Ờ, giờ em còn phải về họp nữa. Chương 256, anh, để ông cụ tới đây một chuyến đi. Này, họp cái gì mãi chứ? Dù gì thì đến cuối cùng chẳng phải đều do ông cụ quyết định hết sao? Mấy cái ý kiến các cô nêu ra còn lâu mới được dùng đến, việc trước mắt là cô phải giúp anh hai giải quyết vấn đề quan trọng này đi đã trước sự lôi kéo của Đinh Phong Thành, Đinh Mộng Nhiên đành bất lực lên xe anh ta. Tiểu khu danh huyền, số 33. Xe dừng lại. Đinh Mộng Nhiên và Đinh Phong Thành đi vào trong nhà, bị tô cầm liếc mắt nhìn thấy. Mộng Nhiên, sao hôm nay con về sớm vậy? a à, Phong Thành, cháu cũng tới à? Đinh Phong Thành sốt ruột hỏi, thím, giang sách có ở nhà không? Có, còn chưa nhấc mình dậy nổi kia. Mặt trời chiếu đến mông rồi còn chưa dậy sao? đinh phong thành đầy đẩy đinh mộng nghiên mau 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 cô đi gọi cậu ta dậy đi đinh mộng nghiên bất lực lắc đầu cô đi đến cửa phòng ngủ ngồi trên đầu giường cô đẩy đẩy người giang sách đừng giả vờ nữa chẳng phải sáng nay anh đã ra khỏi giường rồi sao nhìn thấy đinh phong thành tới là lại giả bộ ngủ giang sách nhếch môi cười ai giả vờ chứ anh thấy hơi mệt nên muốn ngủ nướng một chút thôi mà Đinh Mộng Nhiên hỏi, vậy giờ Đinh Phong Thành đang đứng đợi anh bên ngoài kia, rốt cuộc anh có dậy nổi hay không? Giang sách hờ hững trả lời, không dậy nổi, không gặp. Hả? Em ra nói với anh ta, anh biết anh ta tới tìm anh vì mục đích gì, nhưng có câu nói là, một người là một người hưởng, chính anh ta đã gây ra những chuyện này, anh ta tự đi mà giải quyết, anh sẽ không đi chùi mông giúp anh ta đâu. Đinh Mộng Nhiên thở dài, cô đi ra cửa phòng nói nguyên văn những gì Giang Sách nói cho Đinh Phong Thành nghe. Lửa giận trong lòng Đinh Phong Thành bỗng chốc cháy lên, anh ta cũng bất chấp, trực tiếp vào tới cửa phòng quát lớn, Giang Sách, tôi khuyên cậu làm người đừng nên quá phận. Giang Sách ngáp một cái, nhắm mắt lại hỏi, mộng nhiên, sao lại thế này? Mới sáng sớm tinh mơ sao lại có tiếng chó sủa thế nhỉ? Đinh Phong Thành suýt chết vì tức. Anh ta rất muốn nhào lên cho Giang Sách một cái đấm, nhưng nghĩ lại anh ta đang có chuyện cần nhờ đến anh, nên không thể không cố nhịn mà nuốt cục tức này xuống anh ta kìm nén cơn giận nói giang sách tôi biết cậu đang khó chịu mấy hành vi gần đây của tôi tôi đã chiếm mất công lao của cậu tôi biết tôi sai rồi nhưng cậu cũng không thể đứng không nhìn tôi đi vào chỗ chết được đúng không mà tôi bị sỉ nhục cũng chẳng sao cái mấu chốt là đối phương muốn gỡ bảng hiệu nhà họ đinh chúng ta mà đó lại là thứ tổ tiên để lại là cái mặt của nhà họ đinh chúng ta nếu bảng hiệu bị gỡ đi thì người mất mặt không phải chỉ có mỗi tôi, mà là cả nhà họ Đinh. Ngay cả Mộng Nhiên cũng không dám ngẩng đầu khi đứng trước mặt người khác đâu. Đinh Mộng Nhiên cũng gật đầu, đúng vậy, giang sách, hãy nghĩ đến danh dự của cả nhà họ Đinh, anh có thể ra tay giúp Đinh Phong Thành lần này không? Đinh Phong Thành lập tức bổ sung thêm, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu hỗ trợ xuông đâu. Chẳng phải trên giấy sinh tử có ghi đối phương sẽ trả phí mời là một ngàn vạn sao tôi sẽ không lấy một xu nào hết, tất cả đều cho cậu hết, được không? Với một người có lòng tham không đáy như Đinh Phong Thành mà nói thì lời hứa này đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh ta rồi. Nhưng mà, Giang sách trở mình, lười nhắc hỏi, như vậy nghĩa là, hiện giờ anh không dùng danh nghĩa cá nhân tới mời tôi hỗ trợ, mà là dùng sự vinh quang và nhục nhã của nhà họ Đinh tới để xin tôi đúng không? Đúng vậy. Ồ, nếu là danh dự vinh hay nhục của nhà họ Đinh thì có lẽ anh vẫn chưa đủ tư cách đầu nhỉ. Đinh Phong thành sửng sốt, giang sách, ý cậu là sao? Giang sách ho khan một tiếng, hạ tông giọng xuống thấp nhất, nói ra chuyện khiến người nghe phải khiếp sợ. Ý của tôi là, nếu là danh dự vinh quang hay nhục nhã của nhà họ Đinh thì nên để người đứng đầu nhà họ Đinh tới tìm tôi. Anh, để ông cụ tới đây một chuyến đi. Đinh Phong Thành còn tưởng rằng lỗ tai của mình có vấn đề gì rồi, xấu hổ ho khan một tiếng. "Mày, mày nói cái gì?" Giang Sách kéo chân bông xuống, tôi nói, "Bảo ông cụ đích thân đến đây nói với tôi." Chương 257, Giang Sách, tao phục mày rồi. Đinh Phong Thành hoàn toàn nổi giận, "Giang Sách, mày đúng là to gan chó mà. Còn muốn ông cụ đích thân tới đây sao? Ha ha, tao cho mày thể diện quá rồi đúng không?" Hôm nay ông đây giết chết thằng nhãi con mày. Anh ta vừa định về tới, Giang Sách đã tiện tay cầm hộp kính mắt trên bàn đầu giường tùy ý ném đi. Hộp kính mắt đập chính xác vào trên đầu gối của Đinh Phong Thành, đau đớn đến nỗi khiến anh ta quỳ trên mặt đất. Giang Sách còn ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, "Yo, sao lại quỳ xuống rồi?" "Tôi không chịu nổi đâu nha." Giang Sách tạo quỳ cái khỉ khô. Đinh Phong Thành vẫn còn muốn gây chuyện, nhưng đã bị Đinh Mộng Nghiên giữ chặt kéo ra ngoài. Hai người đi vào phòng khách. Mộng Nhiên, buông ra, hôm nay thế nào anh cũng phải nói rõ ràng chuyện này với nó. Đinh Mộng Nhiên thở dài, anh hai, vô dụng thôi. Em biết tính tình của Giang Sách, những việc anh ấy đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nếu anh thực sự muốn nhờ Giang Sách giúp anh đánh bại đội xe tất tốc, thật sự muốn giữ vững bảng hiệu nhà họ Đinh, vậy hãy bảo ông nội đích thân đến một chuyến đi. Nếu không, nói thêm cũng vô dụng. Cái này đinh phong thành lâm vào tình thế khó xử nếu không mời ông nội thì nhất định mình sẽ thất bại bảng hiệu nhà họ đinh cũng không còn mình sẽ trở thành tội đồ muôn đời của nhà họ đinh nhưng nếu đi mời thì làm sao để nói những lời này ra miệng đây được thôi được thôi giang sách tao phục mày rồi đinh phong thành phẫn nộ bước ra khỏi cổng đi tìm ông cụ không cần biết kết quả như thế nào đi nói một tiếng với ông cụ trước vẫn có vẻ tốt hơn bên này đinh mộng nhiên đi vào phòng ngủ dựa vào cửa phòng được rồi người ta đi rồi có dậy được chưa giang sách bật dậy từ trên giường trên mặt mang theo nụ cười đinh mộng nhiên của trách giang sách lần này anh chơi hơi lớn rồi chăng giang sách thản nhiên nói lớn ha ha em quên lúc trước ông cụ phân biệt đối xử em là con gái như thế nào rồi sao em quên ông cụ đã nhắm mắt làm ngơ đối với món nợ lớn của ba như thế nào rồi sao ông ta đã làm ra nhiều chuyện xấu như vậy đối với gia đình chúng ta rồi, không nên trả giá một chút sao. Đinh Mộng Nhiên thở dài. Nói cho cùng, nỗi oán hận của cô đối với ông cụ vẫn chưa tiêu tan. Đừng nói đến cô, ngay cả Đinh Khải Sơn vẫn luôn phê bình kín đáo về ông cụ, từ lần trước mượn tiền của ông cụ mà vẫn chưa mượn được, cho tới nay cũng chưa từng nói chuyện với ông cụ nửa câu nào nữa. Nếu không phải Đinh Mộng Nhiên đang phụ trách những dự án quan trọng ở công ty chính, Đinh Khải Sơn thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ cha con với ông cụ. Bên này đang nói chuyện, bên kia Đinh Khải Sơn đã cười ha ha đi tới. Ba, Đinh Khải Sơn vừa vỗ tay vừa nói, ba đã nghe được những lời các con vừa mới nói rồi. Giang sách, làm tốt lắm, dù sao ông cụ cũng già rồi, không phân biệt được đâu là trung thành, đâu là kẻ phản bội. Con rể của ba tốt như vậy, nhưng ông ta suốt ngày cứ ngo ngoe sau mông tên đường mặt kia. Con gái của ba có năng lực như vậy, nhưng ông ta lại một lòng muốn giao gia tộc cho tên khốn kiếp đinh phong thành đó chăm sóc đối với một ông già hồ đồ như vậy phải dạy cho ông ta một bài học cho ông ta biết con rể và con gái của ba mới là tương lai của nhà họ đinh đường mặt và đinh phong thành chết tiệt kia chỉ là một lũ rác rưởi rõ ràng đinh khải sơn vẫn còn tức giận về chuyện lúc trước tô cầm thở dài nói nhưng mà cũng không cần thiết phải bảo ông cụ đích thân tới đây một chuyến chứ đúng không Chuyện này làm hơi lớn rồi đó. Đinh Khải Sơn chừng mắt nhìn bà, lớn cái gì mà lớn. Đàn bà như bà thì biết cái gì. Đàn ông con trai, thứ cần nhất chính là ân oán dứt khoát. Lần này tôi kiên quyết đứng về phía con rể của tôi. Sách nhi, con cứ thoải mái làm đi, bà ủng hộ con. Đinh Khải Sơn đã nói như vậy rồi, tôi cầm cũng không còn gì để nói. Công ty chính của nhà họ Đinh, văn phòng chủ tịch. Ngồi trên ghế văn phòng. Đinh Trọng nhìn Đinh Phong Thành đang đứng dưới bằng vẻ mặt kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ và kinh ngạc. Đinh Phong Thành vừa mới kể cho ông ta nghe mọi chuyện rồi. Chương 258, cả đám đều phản hết rồi. Đinh Trọng hung hăng vỗ bàn, "Phong Thành Vi Phong Thành, ông nội đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đừng thích việc lớn hám công to, cứ thấy cái lợi thì bu vào, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả. Lần này gây ra rắc rối rồi đó." trước đây cháu làm thần xe thích không ông ta thở dài nói thôi kệ giang sách thì cứ giang sách đi cháu gọi cậu ta qua đây bảo cậu ta thay thế cháu đi thi đấu với rắn hổ mang gì kia một lần thì tốt rồi nếu nó thực sự lợi hại như cháu nói thì thắng rắn hổ mang hẳn là không có vấn đề nếu thua thì đúng lúc bảo nó cút khỏi nhà họ đinh đi đi đinh phong thành không nhúc nhích đứng yên cúi đầu không dám nói lời nào đinh trọng cao mày cháu làm sao vậy bảo cháu đi gọi giang sách đến, không nghe thấy. Sao? Đinh Phong Thành nuốt nước bọt, cái đó, ông nội, cháu vừa đi. Ồ, vậy tại sao giang sách không đến? Giang sách cậu ta, cậu ta nói cháu không đủ tư cách mời cậu ta. Hả, Đinh Trọng sướng sờ, một thằng ở rể mà ngông cuồng gì chứ? Rốt cuộc nó muốn làm. Gì? Cậu ta muốn bảo ông đích thân đi một chuyến. Hiện trường rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc lặng ngắt như tờ. Bang! Đinh trọng đá vào sọt rác bên cạnh ra xa năm, 6 mét, vỏ trái cây vương vãi khắp nơi. Lào sược! Kiêu căng! To gan! Giang sách! Mày là cái thá gì chứ? Chỉ là một thằng ở rể của nhà họ Đinh mà thôi, dám bảo ông già này đích thân tới đó một chuyến ư. Mày cũng xứng à? Đinh trọng tức giận đến nỗi thở hồn hển. Đinh Phong thành sợ tới mức chẳng dám ho he gì. Đinh Trọng chỉ vào anh ta nói, mau, lập tức gọi điện thoại cho đinh khải sơn ngay ông phải hỏi nó xem rốt cuộc đã chọn được cái thứ gì làm con rể thế này ơ ờ, được rồi cháu sẽ gọi điện thoại cho chú ngay lập tức ạ à. tút, tút 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 cuộc gọi được kết nối đinh trọng giật lấy điện thoại há mồm mắng to khải sơn danh sách nhà các anh sao lại thế này hả định khải sơn cố ý giả bộ ngu ngơ sao vậy danh sách tốt lắm mà tốt lắm ha ha nó càng ngày càng ngông cuồng rồi anh có biết không bây giờ nó lại còn dám bảo tôi đi mời nó rời núi nữa đấy định khải sơn ngáp một cái thật sao còn có chuyện như vậy à tuy nhiên có câu nói như thế nào nhỉ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cầu cạnh người ta làm việc thì nào có kiểu chỉ tay năm ngón bảo ba đến thì ba cứ đến một chuyến đi đinh trọng hoàn toàn chết lặng đây là thái độ của con trai nói chuyện với ba mình sao đinh khải sơn anh muốn tạo phản à? Ha ha, con còn có việc phải làm, cúp máy đây. Tít tít, Định Khải Sơn hoàn toàn không muốn quan tâm đến Đinh Trọng chút nào, vì vậy thuận tay cúp điện thoại, chẳng chừa chút mặt mũi nào. Nhiều năm như vậy rồi, kể từ khi Đinh Trọng nắm quyền trong gia đình đến nay, ông ta chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Phản rồi, phản rồi, phản rồi. Cả đám đều phản hết rồi. Giang sách, Định Khải Sơn, giỏi lắm, các người chờ đó cho tôi. Đinh Trọng tức giận đến mức đập điện thoại xuống đất, giảm mạnh hai cú khiển Đinh Phong Thành bên cạnh đau lòng chết đi được. Đó chính là chiếc điện thoại anh ta mới mua đó. mươi 259, tới lui đã có thể có 2.000 vạn. Đương nhiên, ông cụ đang nổi nóng, Đinh Phong Thành cũng không dám nói lời nào. Xét cho cùng thì chuyện tồi tệ này là do anh ta gây ra. Đinh Trọng lạnh lùng nói, không phải là lái xe thôi sao? tao cũng không tin ngoại trừ giang sách ra thì những người khác đều không làm được. Đinh Phong Thành lại lắc đầu lia lịa, trong lòng thầm nói, ai cũng có thể lái xe, nhưng có thể lái nhanh hơn tay đua chuyên nghiệp thì cũng chỉ có giang sách thôi. Đinh Trọng quay lại ghế ngồi nói, đi, thông báo cho mọi người trong công ty, hỏi xem ai có năng lực đánh bại rắn hổ mang không. Chỉ cần làm được thì không chỉ đưa cho người đó phí mời một nghìn vạn, ông già này còn cho người đó thêm một nghìn vạn nữa tới lui đã có thể có 2.000 vạn. Dưới phần thưởng lớn ắt có kẻ gan dạ. Trong lòng Đinh Trọng bực bội, ông ta vẫn không tin vào chuyện ma quỷ. 20 phút sau, Đinh Phong Thành đi rồi trở về, nói một cách sống không còn gì luyến tiếc, ông nội, chẳng có một ai xung phong đứng ra nhận việc cả. Đây là điều đương nhiên. Đó là tay đua chuyên nghiệp đấy, không phải đùa đầu, nói đánh bại là có thể đánh bại được. Ngay cả một tài xế lâu năm cầm lái hơn 10, hai mươi năm cũng không dám đứng lên đinh trọng không còn cách nào khác rồi ông ta buồn bực ngồi trên ghế cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài hai vì nhà họ đinh thôi bỏ đi thôi bỏ đi ông ta đứng dậy không phải là muốn ông già này đi một chuyến sao được ông già này sẽ đi một chuyến đi dưới tình huống bị buộc không còn cách nào đinh trọng không có lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu trước giang sách đinh phong thành vội vàng theo sau lái xe đưa ông cụ đến số 33 khu nhà danh huyền. Mà lúc này Đinh Mộng Nhiên và Tô Cầm đã chờ sẵn ở cửa. Cả hai người phụ nữ đều hoảng sợ không nhẹ khi nghe tin ông cụ đến. Tuy rằng thường xuyên phê bình kín đáo về ông cụ, nhưng dù sao ông cụ cũng là người đứng đầu một nhà, uy nghiêm vẫn còn đó. Ông nội, ba, Đinh Trọng xua tay chặn lại, không để ý đến hai người phụ nữ, đi thẳng vào cửa, nhìn thấy Định Khải Sơn đang ngồi trên sofa, hớn hở xem tivi. Người đâu, đinh Trọng như con sư tử phẫn nộ mà lên tiếng chất vấn. Ở bên trong còn chưa dậy, Đinh Khải Sơn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ba ngồi đây trước đi, xem tivi một lát, khi nào Sách Nhi tỉnh lại sẽ thương lượng với ba. Điều này lại không làm Đinh Trọng tức đến nổ tung. Còn phải chờ anh dậy ư? Ha ha, quả là điên rồi. Nhưng vẫn câu nói đó, ai bảo ông có việc cầu cạnh người ta chứ? Trước đây lúc người khác cầu cạnh ông thì ông không giúp đỡ, bây giờ gặp báo ứng rồi. Hai chữ thôi, đáng đời. Đinh Trọng hầm hè ngồi trên ghế sofa. Đinh Khải Sơn cũng không quan tâm đến ông ta, vừa tự xem TV vừa ăn hạt dưa. Một lần chờ này kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Chờ cho mặt trời cũng đã sắp lặn rồi, Giang Sách mới ngủ no giấc, đứng dậy và đi ra khỏi. Phòng ngủ. "Bây, Sách Nhi, con tỉnh rồi, ông cụ có chuyện tìm con nè." Đinh Khải Sơn không tin không phổi nói. Ông nội đến rồi. Giang sách cũng rất xấu, giả bộ như không biết chuyện gì, vội vàng chạy tới nói, ôi chao, ông nội, ông tới mà cũng không báo với cháu một tiếng để cháu đi ra ngoài đón ông chứ. Đinh Trọng quả thực sắp tức đến nổ phổi rồi, các người giả vờ ở đây làm gì hả? chương 260, mọi thứ đã sẵn sàng. Ông ta hừ lạnh một tiếng, không cần phải giả vờ với tôi, cứ nói thẳng đi. Phong Thành không thể đảm đương nổi trận đấu với rắn hổ mang. Giang sách, nghe nói hôm đó cậu đã thẳng liệt giếm hổ của đội xe tật tốc, cậu có thể dự thi thay Phong Thành không? Giang sách mỉm cười, ngồi xuống sofa tôi, tại sao phải tham dự? Đây là muốn đặt điều kiện. Đinh Trọng bắt nạt Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nhiên lâu như vậy, đã đến lúc Giang sách giúp đỡ ba vợ và vợ đòi một ít tiền, lợi tức. Đinh Trọng nói, phí mời một nghìn vạn sẽ thuộc về cậu toàn bộ ông già này cũng thêm vào cho cậu một vạn còn gì nữa không còn nữa một trận đấu hai vạn cậu còn có gì chưa hài lòng ư giang sách nở nụ cười tuy hai vạn khá nhiều nhưng dù sao cũng là tiền chết trung quy cũng có một ngày dùng hết vẻ mặt của đinh trọng thay đổi ông ta biết giang sách muốn gì do dự hết lần này đến lần khác ông ta gật đầu được chỉ cần cậu có thể thắng trong cuộc thi lần này tôi sẽ phân bổ 5% cổ phần của công ty chính cho Đinh Mộng Nghiên. Chỉ cần ngày nào nhà họ Đinh còn tồn tại, các người sẽ không chết đói. Mọi người đều bàng hoàng. 5% cổ phần công ty của nhà họ Đinh chắc chắn là một lời hứa hẹn khủng khiếp. Lý do khiến Đinh Mộng Nghiên luôn bị chủ dập là do cô không có quyền phát ngôn, với 5% cổ phần công ty này thì ít nhất cô cũng có quyền phát biểu. Bấy giờ Giang Sách mới hài lòng nói, ok, vậy hãy gọi điện thoại cho rắn hổ mang đi tám giờ tối nay gặp ở trường sơn cửu liên hoàn đinh trọng choáng váng tám giờ tối nay có muộn quá không giang sách mỉm cười buổi tối ít xe an toàn nếu không thì tại sao tôi phải ngủ lâu như vậy đinh trọng lại hỏi địa điểm đó cũng không tốt mà cửu liên hoàn có quá nhiều khúc cua độ nguy hiểm rất lớn cậu có chắc chắn không tại sao không chọn một con đường bằng phẳng một chút giang sách vui vẻ nói ông già ông có biết người ta là tay đua chuyên nghiệp không? Xe của bọn họ đều trải qua sửa đổi đặc biệt. Lái trên đường thẳng thì xe của chúng ta hoàn toàn không bằng đối phương, động lực không đủ, gia tốc cũng không so sánh được. Muốn thắng, phải dựa vào các góc cua. Bệnh cũ của các tay đua chuyên nghiệp là vào cua nặng. Đây là cách duy nhất để đánh bại bọn họ. Ninh Trọng nhìn những người khác, tất cả mọi người đều không có phản ứng gì. Cộng đối với xe đua, những người ở đây cơ bản là không biết gì cả chỉ có thể là Giang Sách nói gì thì chính là cái đó. Vậy thì được, cứ nghe theo cậu, Phong Thành, gọi điện thoại. Ninh Phong Thành lập tức gọi điện thoại cho rắn hổ mang, xác nhận thời gian và địa điểm. Mọi thứ đã sẵn sàng. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống. Đã 8 giờ tối. Cửu Liên Hoàng, trên đường núi uốn lượn, một đám đông các chàng trai và cô gái ăn mặc sành điệu đang vây xem. Cùng lúc đó rất nhiều phóng viên báo đài đã đến. Thần xe dân gian VS là tuyển thủ át chủ bài, mánh lưới quảng cáo của trận đấu này cũng đủ hấp dẫn người khác. GTA màu trắng bạc từ từ bước vào. Ngay khi vừa xuất hiện đã khiến đông đảo người hâm mộ phải thét lên. Sắn hổ mang, tay lái cấp thần thoại chưa từng thua trận kể từ khi ra mắt, là thần, duy nhất trong cảm nhận của người hâm mộ. Một lúc sau, một chiếc Porsche không chút hoang mang đi vào sân vận động khiến một nhóm cổ động viên khác la hét chói tai. Đây đều là những người hâm mộ của thần xe chưa biết tên. Rắn hổ mang nhìn chiếc Porsche đi tới mà chế nhạo trong lòng. Ngay cả những chiếc xe đua chuyên nghiệp cũng không phải là đối thủ của anh ta, sao anh ta có thể thua một chiếc xe bình thường như vậy chứ? Một nhóm người bước ra từ chiếc Porsche, và trong số đó có giang sách. Lúc này, mọi người tách ra, Đinh Phong Thành bước tới chỗ rắn hổ mang, vươn tay nói, anh hổ mang, xin chào, chương 261, cho nên, nhìn đường thẳng là vô ích. Trên mặt rắn hổ mang nổi gân xanh, anh bạn, anh đang đùa với tôi sao? Đinh Phong Thành nhún vai, tôi không ngại nói cho anh biết, người trước đó đã đánh bại cấp dưới của anh không phải là tôi mà là em rể của tôi, Giang Sách. Chẳng qua lúc đó cậu ấy lái xe của tôi mà thôi, nên mới có một chút hiểu lầm. Rắn hổ mang nghiến răng hỏi, vậy tại sao anh trở thành thần xe? Đinh Phong Thành nói mà mặt không đỏ, thở không gấp, bởi vì em rể tôi thích khiêm tốn, không muốn làm thần xe, cho nên tôi mới vất vả làm thay cậu ấy mấy ngày. Người hèn hạ thì vô địch. Rắn hổ mang bị những lý do thoái thác không biết xấu hổ này làm cho tức giận đến nỗi á khẩu, không trả lời được. Đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Da mặt của Đinh Phong Thành có lẽ còn dày hơn cả tường thành. Anh, 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 mặc dù rắn hổ mang làm người hung ác nhưng cũng không biết phải nói gì mới tốt vào lúc này đinh phong thành lại hỏi vậy thì anh muốn so tài với hàng giả là tôi thắng cũng không vinh quang hay là so tài với em rể tôi để chứng tỏ thực lực của mình đã nói đến nước này rồi anh ta còn bảo người ta lựa chọn như thế nào nữa ư rắn hổ mang đẩy đinh phong thành ra đi thẳng đến trước mặt giang sách chất vấn người đã thắng được liệt diếm hổ là anh đúng được Vậy hôm nay tôi muốn xem anh có tài năng gì mà có thể thắng liệt Diễm Hổ. Hai người đều lên xe riêng. GTA và Porsche dừng lại trước vạch trắng, rắn Hổ Mang và Giang Sách điều khiển xe riêng, chờ tiếng còi vang lên. Bíp. Khi tiếng còi vang lên, hai chiếc xe nối tiếp nhau xuất phát. Động lực xe của GTA không phải thứ mà một chiếc Porsche thông thường có thể so sánh. Có mã lực mạnh mẽ và khởi động gần như ngay lập tức gia tốc cực cao khiến chiếc Porsche đã bị bỏ xa trong quá trình lăn bánh. Vài giây sau, GTA đã bỏ xa Porsche khỏi đến mấy vị trí. Sau khi bắt đầu, có một đoạn đường nhánh lớn, điều này quả thực chính là gian lận, đối với GTA có mã lực mạnh mẽ. Hoàn toàn không yêu cầu bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ cần nhấn chân ga đến cuối và di chuyển hết tốc lực. Với sự hỗ trợ của mã lực khổng lồ, GTA đã vượt xa phía trước, bỏ lại chiếc Porsche ngày càng xa gần như không thể nhìn thấy được từ gương chiếu hậu. Nhóm người hâm mộ của đội xe tật tốt điên cuồng la hét. Cảnh tượng này là thứ bọn họ thích xem nhất. Trong số tất cả các tay đua, xuất phát của rắn hổ mang là đứng đầu vô địch, mạnh mẽ đến mức không có bất kỳ kẻ nào có thể so sánh nổi. Không ít tay lái chuyên nghiệp đã phải chịu thiệt trong tay của rắn hổ mang. GTA cực kỳ nhanh, mắt thấy chiếc Porsche đã không đuổi kịp rồi. Đinh Phong thành sốt ruột ôm đầu đi tới đi lui, phắc phắc phắc, tình huống gì vậy trời? Giang sách chém gió cả buổi trời, kết quả thành ra chết như thế này. Còn chẳng bằng mình nữa. Lông mày của Đinh Trọng nhíu chặt lại. Mặc dù ông ta rất ghét Giang sách, nhưng chỉ duy lần này, ông ta hy vọng Giang sách sẽ thắng. Bởi vì Giang sách thua, bảng hiệu của nhà họ Đinh sẽ không còn nữa. Lúc này, Đinh Khải Sơn đi tới nói, đám ngốc các người bình thường lái xe thế nào. GTA chạy nhanh hơn Porsche không phải là lẽ thường sao. Đó còn là xe do tay đua chuyên nghiệp cải tạo đặc biệt nữa kia. Chiếc Porsche của cậu chỉ là một chiếc xe bình thường phiên bản gia đình thôi, sao so được. Mã lực của người ta chẳng biết hơn xa của cậu bao nhiêu đẳng cấp rồi. Khởi động, gia tốc và chạy nước rút, có cái nào chẳng trâu bò hơn của cậu đâu. Cho nên, nhìn đường thẳng là vô ích. Điều thực sự quyết định sống chết là, cửu liên hoàng liên tục biến tướng, chín khúc cua lớn trên diện rộng ấy. Đường núi này có danh xưng là đường núi, tử vong, ngay cả những tay lái kỳ cựu mấy chục năm cũng không dám sơ sẩy. Giang sách cố ý chọn nơi này làm địa điểm thi đấu, tất cả những gì nó muốn là dùng những góc cua quyết định thắng bại. Về điều này, bất kỳ ai có một chút thưởng thức về đua xe đều có thể nhìn ra được. Chính vì vậy, những người hâm mộ thần xe dù đổ mồ hôi hột cho chiếc Porsche nhưng cũng không hề cảm thấy tuyệt vọng bởi họ biết rằng bị bỏ lại phía sau chỉ là tạm thời, sớm muộn gì cũng có thể hoàn thành khúc của siêu Việt. chương 262, cả đám người lắc đầu thở dài. Nhìn đi, đến khúc cua rồi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía màn hình lớn, chú ý đến tình hình trận đấu của buổi phát sóng trực tiếp. Tốc độ của GTA vẫn rất nhanh, khi đến gần góc cua, rắn hổ mang không ngần ngại giảm tốc độ, nhưng tốc độ giảm của anh ta không nhiều thông thường ở góc cua như vậy, tốc độ cần giảm xuống mức càng thấp thì mới càng thuận tiện vào cua. Nhưng rắn hổ mang chỉ giảm tốc độ một chút và tiếp tục lái xe với tốc độ cao như trước. Ngay sau đó, anh ta làm ra một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được. Người ta chỉ thấy chiếc GTA cực kỳ nặng nề có bánh xe bám chắc vào mặt đất và phần đuôi khổng lồ của chiếc xe bị hất tung ra ngoài, hoàn thành một cú drift tuyệt đẹp vào góc cua trong tầm nhìn của bao người hóa ra GTA cũng có thể hoàn thành một củ drip vào cua hoàn hảo như vậy. Giống như một con voi lớn bay múa. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, lập tức có một tràng âm thanh reo mừng thật lớn phát ra. Lần này, đội xe tật tốt thắng chắc rồi. Liệt diễm hổ đắc ý mà khoe khoang, không phải các người cho rằng chỉ có Porsche nhẹ nhàng mới có thể hoàn thành cú drip vào góc cua sao. Nói cho các người biết, kỹ thuật của lão đại chúng tôi rất hoàn hảo, ngay cả chiếc GTA vô cùng cồng kềnh vẫn có thể bay được. Sắc mặt của đám người đinh trọng xa sầm xuống. Vốn dĩ đã không thể bắt kịp trên đường thẳng, mọi hy vọng đều được đặt vào những khúc cua. Nhưng bây giờ đối thủ cũng nhanh như vậy trong cả những khúc cua, hoàn toàn không cho người ta một đường sống mà. Thắng ư, ha ha, hoàn toàn không có khả năng. Nhìn kìa, Porsche cũng vào cua rồi. Ánh mắt của mọi người cũng rời lên nhìn qua thì thấy chiếc Porsche đang vào cua vừa nhìn đã thấy được chuyện khiến tất cả mọi người đều nghẹn lời, cả đời cũng khó có thể. Quên, người ta chỉ thấy chiếc Porsche kia giống như một con báo, không hề giảm tốc độ. Không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc độ. Vào cua không giảm tốc mà còn tăng tốc, điên rồi sao? Đây là muốn làm gì vậy? Điên rồi, điên rồi, người này hoàn toàn điện rồi. Tốc độ này quá nhanh rồi, hoàn toàn không có khả năng vào cua. Cho dù là kiểu kỹ thuật mạnh như rắn hổ mang cũng không thể không giảm một chút tốc độ mới có thể drift vào cua. Con hàng này lại không giảm tốc độ một chút nào mà còn tăng tốc. Kỹ thuật cao tới mức nào cũng không thể vượt qua được. Đã có người che mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh xe nát người tan. Dựa theo tốc độ trước mắt, tuyệt đối là phải đâm vào vách núi phía trên, hoàn toàn không tồn tại khả năng thứ hai. Ở hiện trường có rất nhiều tay già đời nghiên cứu nhiều năm về đua xe. Nhìn thấy thế cũng không khỏi lắc đầu. Dưới cục diện này, đừng nói đến thắng lợi, có thể sống sót hay không cũng là vấn đề. Cho dù lập tức đạp phanh lại có lẽ cũng không còn kịp rồi. Ninh Phong thành nổi giận đùng đùng hét lên, Giang Sách, má nó, muốn tìm cái chết cũng phải chọn thời gian chứ. Không còn ai tin tưởng Giang Sách nữa. Chỉ có Ninh Mộng Nghiên chắp hai tay nơi ngực và thầm cầu nguyện trong lòng. Cho dù tất cả mọi người không tin Giang Sách Cô vẫn luôn giữ vững niềm tin vào chồng mình. Cô khẽ cắn môi, củng cố niềm tin của mình. Nếu lần trước giang sách có thể mang đến cho cô một kỳ tích, vậy tại sao lần này lại không thể chứ? Lần trước cô tưởng mình đã chết chắc rồi, nhưng lại thuận lợi chiến thắng. Lần này, cũng nhất định có thể. Đinh mộng nghiên hét lên, sách, chiến thắng anh ta. Như thể cảm nhận được sự mong đợi từ người thương, giang sách tìm đúng góc chết đánh tay lái. Ký TTT bánh trước bị khóa cứng, đuôi xe văng ra ngoài. Đây là động tác drift vào cua bình thường, nhưng mà quả nhanh rồi. Tốc độ của chiếc xe thật sự quả nhanh rồi, dưới tốc độ nhanh như vậy mà còn đột nhiên khóa cứng, vào cua, quả thực là đang đùa với Newton mà. Lực ly tâm quá lớn sẽ hất tung xe ra xa. Cả đám người lắc đầu thở dài. Một tai nạn xe khủng khiếp sắp xảy ra. Tại thời điểm này, bánh sau của chiếc xe chỉ nâng lên một chút, nhưng bánh trước vẫn bám chắc trên mặt đất, hoàn toàn không bị nhấc bay lên. Sau khi hoàn thành việc chuyển hướng, Giang Sách lập tức nhấn ga, xe phóng nhanh ra ngoài. Chương 263, thần xe muôn năm. Đến tột cùng loại chuyện thoát ly vật lý này đã xảy ra như thế nào, không ai có thể giải thích chính xác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Không biết nữa, tốc độ nhanh như vậy thì phải bay lên mới đúng chứ. Hơn nữa tôi nhìn thấy bánh sau của xe có xu hướng nâng lên nhưng tại sao bánh trước vẫn bám chắc vào mặt đất? Tôi hồ đồ rồi, nhìn không hiểu gì cả. Không chỉ những người bình thường không thể hiểu được mà ngay cả những tay đua chuyên nghiệp cũng không rõ là chuyện như thế nào. Tuy nhiên, có một điều có thể chắc chắn. Đó là giang sách thực sự bắt kịp. Chỉ ở một góc cua, giang sách đã rút ngắn khoảng cách. Chiếc GTA giảm tốc độ đi vào góc cua, tuy tốc độ giảm không nhiều lắm nhưng quả thật đã giảm tốc độ, trong khi đó chiếc Porsche lại tăng tốc vào góc cua một giảm một tăng. Khoảng cách đã được rút ngắn rồi. Mặc dù giữa hai bên vẫn còn cách vài vị trí, nhưng cần biết rằng phía sau còn có 9 góc cua, và lại góc sau hiểm trở hơn góc trước. Vậy thì việc GTA bị vượt sẽ không phải là vấn đề. G. Chiếc Porsche đang tiến rất nhanh. Góc cua thứ hai, góc cua thứ ba, góc cua thứ tư. Khi đến góc cua thứ năm, Porsche đã đón đầu đuổi theo, như là dán vào đuôi xe GTA mà cắn mạnh. Đây là lần đầu tiên rắn hổ mang gặp phải trường hợp như vậy sau nhiều năm lái xe đua. Không thể nào, anh ta là ma quỷ sao? Tại sao tăng tốc vào cua lại không bay? Góc cua thứ 6 đã đến. Hai chiếc xe drift vào cua gần như cùng lúc. GTA vẫn giảm tốc độ như trước đó, cộng thêm vì góc cua hiểm trở nên lần này giảm tốc độ nhiều hơn, nhưng chiếc Porsche đã vào cua gần như với tốc độ nhanh nhất. Lần này anh còn không bay sao? Có thiên lý hay không vậy? Nhưng mà, trên thực tế, chiếc Porsche vẫn như trước, như thể đang thi triển ma pháp, cho. Dù có như thế nào cũng sẽ không bay. GTA giảm tốc độ, Porsche tăng tốc. Vào cua. Vượt lên. Ở góc cua thứ 6, Porsche đã vững vàng vượt qua GTA vốn luôn dẫn đầu. Lần này, cuối cùng cũng có người nhìn ra nguyên nhân khiến Porsche luôn không bị bay. Hai tay liệt diếm hổ run run, mồ hôi lạnh đầy đầu, nói là đường ống thoát nước, là rãnh thoát nước. Cái gì? Rãnh thoát nước là sao vậy? Liệt Diễm Hổ giải thích, mỗi khi Porsche vào cua, xe đều sẽ kề sát vào bên trong đường, bánh trước sẽ lái qua rãnh thoát nước. Bằng cách này, khi xe bị khóa cứng vào cua, một phần đáng kể của bánh xe bị kẹt trong các khe hở của rãnh thoát nước, nó giúp xe có thêm độ bám, do đó chống lại lực ly tâm do tốc độ quá cao tạo ra. Nếu cân bằng lực rồi thì đương nhiên sẽ không bay được. Không phải gian sách thách thức vật lý, mà sử dụng vật lý. Thần xe, anh ta chính là thần. Xe. Sau khi nghe lời giải thích này, mọi người đều hiểu được bí mật của Porsche. Hóa ra là lợi dụng rãnh thoát nước để tạo lực bám trên mặt đất, nhằm đảm bảo rằng chiếc xe sẽ không bị bay. Tuy nhiên, dù cách làm này quả thực là khả thi nhưng liệu có mấy ai dám thực hiện như vậy chứ? Bạn biết đấy, một chút sai lầm nhỏ thôi sẽ khiến xe nát người chết nếu độ bám của rãnh thoát nước không đủ thì sao nếu thời điểm vào của không đúng thì điều gì sẽ xảy ra nếu như có quá nhiều nếu rồi chỉ một nếu trở thành hiện thực gian sách sẽ trở thành một xác chết nhưng anh đang sử dụng thực lực mạnh mẽ của chính mình để khiến những cải nếu đó chỉ là nếu và vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực đây chính là điểm mà gian sách vượt trội hơn hẳn thần xe là gì đây là thần xe thần xe thần xe thần xe thần xe muôn năm tay đua chuyên nghiệp chó má gì không phải vẫn bại dưới thân xe ư nực cười nhất chính là thua một lần còn chưa đủ còn muốn tới cửa để bị vả mặt thậm chí thua luôn hai lần đội xe tật tốc thứ mất mặt xấu hổ đám người liệt diếm hổ bị mắng chửi đến không còn gì để nói đối mặt với thực lực tuyệt đối kỹ năng của bọn họ không bằng người khác có thể làm gì đây trên sân đấu chương 264, nói cho anh biết, ảo tưởng. Hết khúc cua này đến khúc cua khác, Poser đã dẫn trước GTA hai vị trí, và nếu cứ tiếp tục như vậy, GTA chắc chắn sẽ thua cuộc không thể nghi ngờ. Không, không được. Tôi tuyệt đối không thể thua. Trong ngần ấy năm, rắn hổ mang chưa từng thua dù chỉ một lần. Anh ta không biết mình đã đánh bại bao nhiêu tay đua chuyên nghiệp vô cùng mạnh mẽ để có được địa vị như hiện tại, sao lại có thể thua dễ dàng như vậy nếu thua tay đua chuyên nghiệp thì cũng thôi đi. Thua bởi một tay lái dân gian. Quả là nỗi sỉ nhục cho những tay đua chuyên nghiệp. Tôi không thể thua. Ông quyết tâm tuyệt đối không thể thua, rắn hổ mang đã hoàn toàn buông thả. Đến góc cua thứ 9, góc cuối cùng, anh ta đánh cược tất cả. Giống như poster lần này, GTA cũng không giảm tốc độ. Chẳng những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc. GTA có mã lực lớn hơn, tăng tốc nhanh hơn, chỉ một chút sẽ nghiền nát Porsche ở góc cua Giang sách, anh cho rằng anh có thể tùy tiện thắng tôi sao Nói cho anh biết, ảo tưởng Cả hai chiếc xe cùng lúc giạt vào góc cua với tốc độ cực cao Nhưng mà Chiếc xe Porsche lao nhanh, bánh trước bám chắc vào rãnh thoát nước Lực bám chống lại lực ly tâm, vào cua thành công Còn GTA, mặc dù đã thực hiện hành động tương tự Nhưng do xe quá cổng cành nên dưới tốc độ gia tăng quá lớn lực ly tâm tạo ra mạnh hơn. Sự gia tăng độ bám giữa bánh xe và rãnh thoát nước đơn giản là không đủ để bù lại lực ly tâm lớn như vậy. Kết quả là bánh sau của chiếc xe đã chạy khỏi mặt đất. Sau đó đến gầm xe, thân xe, đầu xe, bánh trước và cuối cùng là cả xe rời khỏi mặt đất. À, à tiếng hét khủng khiếp và kinh hãi của rắn hổ mang phát ra từ không trung, GTA văng ra ngoài, đập trực tiếp vào vách núi. Lành, âm. Um chiếc GTA va vào vách núi núi trước, tiếp theo rơi xuống dưới, và xuống đất một cách dữ dội. Chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn, bùng lên ngọn lửa hừng hực. Ở phía bên kia, Porsche về vạch đích với tốc độ cực cao, lướt qua mọi người như một cơn gió. Porsche, thắng. Trước màn hình lớn, tất cả mọi người nhà họ Đinh đều khua tay phấn khích. Ngay cả Đinh Trọng, người luôn vô cùng nghiêm túc, giờ phút này cũng hét lên đầy kích động. Trận này, giang sách thắng đẹp quá. Rất đẹp. Dưới vách núi, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, một nhóm đông người chạy tới, lôi rắn hổ mang đang bị thương nặng ra khỏi đám cháy rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Một số lượng lớn các phóng viên đã làm làm ống kính đuổi theo, một số chụp hình chiếc Porsche, một số chụp chiếc GTA đang bốc cháy. Giang sách lái xe về điểm xuất phát ban đầu. Xe dừng lại và anh xuống xe. Đinh Mộng Nhiên và Đình Khải Sơn vây đến, cảm thấy tự hào về giang sách định khải sơn vui vẻ nói con dễ hiền không ngờ con còn có bản lĩnh này lợi hại quá lợi hại hôm nay con thật sự làm cho ba được nở mày nở mặt giang sách mỉm cười nhìn về phía khác mặc dù đinh trọng và đinh phong thành cũng rất vui nhưng dù sao thì trong lòng họ cũng cảm thấy có đối phần khó chịu việc dựa vào giang sách mới có thể giành chiến thắng khiến họ cảm thấy khả không vui liệt diễm hổ đi tới lạnh mặt nói chúng tôi đã thua đồng ý đưa cho các người một nghìn vạn không đợi anh ta nói hết câu, giang sách đã đưa tay lên ngắt lời anh ta. Một nghìn vạn đó, tôi không cần, anh giữ lại làm tiền viện phí thuốc thang cho rắn hổ mang đi. chương 265, khuất phục ư. Anh ta cúi gập người xuống thật sâu với giang sách, cả đội xe sau lưng liệt diễm hổ cũng cúi người trước giang sách, bày tỏ sự tôn trọng của bọn họ với anh. Giang sách quay người rời đi. Sau đêm nay, truyền thuyết về một huyền thoại xe đua đã đạt đến đỉnh cao hôm sau, lúc gần trưa. Trong tòa nhà văn phòng của công ty chính nhà họ Đinh, Đinh Trọng cùng Giang Sách, Định Phong Thành, Đinh Mộng Nhiên đều đang ở đó. Những nhân vật cốt cán khác của công ty cũng có mặt. Đinh Trọng nhìn Đinh Phong Thành với vẻ bất lực, liên tục thở dài. Ông ta hằng giọng tuyên bố trước toàn thể nhân viên đang có mặt ở đó, chuyện đội xe tật tốc ký giấy sinh tử với nhà họ Đinh chúng ta mọi người đều đã biết rồi. Do Đinh Phong Thành không có năng lực đánh bại đối thủ nên phải nhờ Giang Sách ra trận thay, và anh ta đã thành công giữ được uy tín cho nhà họ Đinh chúng ta. Để trao thưởng cho Giang Sách, tôi sẽ chuyển 5% cổ phần công ty sang tên Đinh Mộng Nghiên theo như thỏa thuận ban đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Đinh Mộng Nghiên sẽ trở thành một trong những cổ đông của công ty sản xuất nhiệt Đinh. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sốt. Mặc dù 5% cổ phần không nhiều, cũng không đủ để ảnh hưởng đến các mặt của công ty, nhưng điều đó có nghĩa là từ một nhân viên bình thường Đinh Mộng Nhiên đã trở thành một trong những người nắm quyền kiểm soát công ty. Cô đã có quyền lên tiếng nhất định. Một cuộc đua xe, thắng được 5% cổ phần, có thể nói là khá xứng đáng. Khi nói những lời này, hai tay Đinh Trọng run lên, ông ta chưa bao giờ thừa nhận Đinh Mộng Nhiên, cho rằng phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ, không thể làm được những việc lớn lao. Nhưng trên thực tế, Đinh Mộng Nghiên đã hết lần này đến lần khác khiến ông ta bị vả mặt. Cảm giác này rất khó chịu. Sau khi tuyên bố thông tin này xong, Đinh Trọng nhìn Giang Sách, nói, những người khác ra ngoài hết đi, Giang Sách, cậu ở lại. Mọi người lũ lượt đứng dậy, rời khỏi phòng họp, trong phòng chỉ còn lại Giang Sách và Đinh Trọng. Đinh Trọng hít một hơi thật sâu, nói, Giang Sách, tôi phải thừa nhận là tôi đã nhìn nhầm. Năng lực của cậu mạnh hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Mỗi một lần tôi nghĩ mình đã đè chết, được cậu thì cậu luôn có thể bật lại như một chiếc lò xo, cho tôi một đòn phản công cực lớn. Tôi càng chèn ép, mạnh thì đòn phản công của cậu càng mạnh. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Người đã từng đi lính ở biên cương phía Tây quả nhiên có ý chí ngoan cường hơn những người bình thường. Giang Sách không nói gì, anh biết Đinh Trọng bảo anh ở lại không phải để nói những lời thừa thãi này. Đinh Trọng ngừng lại một vài giây, sau đó nói tiếp, "Nhưng Giang Sách à, tôi e là cậu đã mắc một sai lầm." Giang Sách cau mày lại, hỏi, "Sai lầm gì? Cậu có bao giờ nghĩ tại sao một người có năng lực cá nhân mạnh như cậu đến bây giờ vẫn chỉ là một tên nghèo kiết xác chỉ biết ăn bám nhà vợ không kỹ thuật lái xe của cậu năng lực chiến đấu của cậu thậm chí ý chí ngoan cường của cậu đều rất xuất chúng rất nổi bật nhưng cậu vẫn không bật lên được cậu có biết tại sao không giang sách mỉm cười nói xin được lắng nghe chỉ giáo đinh trọng nhìn chằm chằm vào giang sách mấy giây sau đó nói bởi vì cậu quá kiên cường không chịu khuất phục gặp chuyện gì cũng không biết mềm dẻo linh hoạt không biết khéo léo đưa đẩy dù có giỏi giang đến đâu cũng chẳng làm nên trò trống gì cả đến cuối cùng chẳng phải cậu vẫn chỉ là một tên khố rách áo ôm thôi sao về phương diện này cậu phải học hỏi đường mặt rất nhiều cậu ta cũng từng đi lính giống cậu nhưng người ta rất tinh tế có óc quan sát để ý lời nói và sắc mặt của người khác làm chuyện gì cũng thuận lợi suôn sẻ còn cậu mãi mãi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi không có tiền tài không có địa vị, không có quan hệ. Cậu chẳng có gì hết, còn ra cái vẻ, cậy tài khinh người, thử hỏi làm sao mà cậu khá lên được. Giang sách à, có những lúc cậu phải mềm mỏng chịu khuất phục chứ. Giang sách thầm cười khẩy trong lòng. Khuất phục ư, đường đường là chiến thần tu la của biên cương phía Tây, thà chết đứng cũng không sống quý. Giang sách lạnh nhạt đáp, cái chúng ta theo đuổi hoàn toàn khác nhau, ông có nói nhiều cũng vô ích thôi. Đinh Trọng lắc đầu, nói con cháu dạy bảo mãi mà không chịu nghe, thôi quên đi, tôi cũng không lãng phí nước bọt với cậu nữa. chương 266, tự biết thân biết phận của mình đi. Cuối cùng tôi muốn khuyên cậu một câu, đừng tưởng rằng cậu khiến tôi chịu thua vài lần. Mà nghĩ tôi thật sự không làm gì được cậu nhé, nếu tôi thật sự muốn đối phó cậu thì lúc nào tôi cũng có thể quay cậu vòng vòng đấy. Cậu cũng đừng tưởng mộng nhiên có được 5% cổ phần là có thể muốn làm gì thì làm, tôi có thể cho nó cổ phần, cũng có thể lấy đi đấy. Giang sách, tôi khuyên cậu sau này hãy hành sự một cách cẩn trọng, làm người cho tốt. Tự biết thân biết phận của mình đi. Giang sách gật đầu, đứng lên chắp tay nói, ông nội, cháu cũng khuyên ông một câu, làm chuyện gì cũng đừng tuyệt tình quá đáng quá, nếu không, sẽ mất hết mọi thứ còn tự chúc vả và vào thân đấy. Nói xong, anh liền quay người rời khỏi đó. Nhìn bóng lưng giang sách, đinh trọng vuốt dâu, lẩm bẩm một mình. Giang sách à Giang sách, cậu đã quá ngông cuồng rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ phải trả một cái giá cực đắt cho sự ngông cuồng tự cao tự đại của ngày hôm nay. Trước của công ty, Ninh Mộng Nhiên đang sốt ruột đợi Giang Sách ở đó. Thấy anh bước ra, cô bèn nhanh chóng chạy tới. Ông nội nói gì với anh vậy? Cũng không có gì, ông chỉ dặn anh sau này phải giúp em xử lý chuyện công ty cho tốt, không được để em quá vất vả thôi. Chỉ vậy thôi ư? Ừm mặc dù đinh mộng nhiên không quá tin tưởng nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa đúng lúc này điện thoại của giang sách rung lên anh rút điện thoại ra xem khuôn mặt vẫn luôn bình thản điềm nhiên của anh lập tức hiện lên vẻ lo lắng và bất an ngay cả đinh mộng nhiên cũng thấy tò mò là chuyện gì mà có thể khiến giang sách hoảng sợ như vậy có chuyện gì vậy giang sách hít mấy hơi thật sâu như thể anh đang cố gắng kìm nén nỗi bị thương của mình anh tắt điện thoại buồn bã nói, một chiến hữu ở biên cương phía tây của anh qua đời rồi. Bấy giờ Đinh Mộng Nhiên mới hiểu tại sao anh lại trở nên bất an, đau buồn như vậy. Cô không nói gì mà đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy không yên của giang sách, để anh bình tĩnh lại. Hoàng hôn buông xuống, sắc đỏ tràn ngập khắp mặt đất qua chiếc cửa sổ kính sát từ trần đến sàn khổng lồ. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tòa nhà văn phòng, trên chiếc ghế văn phòng, Giang Sách ngồi với khuôn mặt buồn bã, dựa vào lưng ghế, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt anh ngập tràn những hình ảnh trong quá khứ, hoài niệm và tưởng nhớ về người đồng đội đã khuất Tân Kỳ. Anh ấy là một bác sĩ, mặc dù công tác ở hậu phương nhưng đã từng vào sinh ra tử với Giang Sách không biết bao nhiêu lần. Bất cứ khi nào có ai bị thương, Tân Kỳ đều sẽ cố gắng hết sức để chữa trị. Anh ấy không chỉ là một người có y đức mà còn là một bác sĩ có y thuật cao siêu, hiếm có trên đời. Nổi danh Thánh y ở biên cương phía tây, được rất nhiều người kính trọng. Thường có người bệnh nghe danh mà đến tìm Tân Kỳ nhờ anh ấy cứu chữa. Tân Kỳ giúp được sẽ dốc lòng giúp đỡ. Trong mắt anh ấy, chúng sinh đều bình đẳng như nhau, anh ấy ghét chiến tranh, là một người có khát vọng hòa bình. Anh ấy cũng là người mà Giang Sách rất tin tưởng. Đã không biết bao nhiêu lần, sau khi Giang Sách xông pha chiến đấu một cách anh dũng, một thân thương tích đầy mình đều do Tân Kỳ đích thân chữa lành giúp anh. Giang sách từng nói đùa, Tân Kỳ, chỉ cần có anh ở đây, tôi sẽ dũng cảm sông về phía trước, chẳng sợ sống chết. Vì tôi biết dù mình có bị thương nặng đến đâu, chắc chắn anh cũng sẽ có cách chữa lành. Nhưng một người theo chủ nghĩa hòa bình có y đức và y thuật cao minh như Tân Kỳ lại lặng lẽ rời khỏi thế gian này. Giang sách nhất thời không thể chấp nhận được cú sốc này. Anh trầm mặc một lúc lâu. Sau đó, anh mới từ từ hé miệng ra, tự hỏi Tận Kỳ đã ra đi như thế nào. Chương 267, tôi yêu mọi người. Mộc Dương nhất nhẹ nhàng trả lời, bác sĩ Tân mắc bệnh di truyền từ gia đình của mình, bệnh này mỗi năm đều sẽ phát bệnh một lần, hơn nữa mỗi lúc một nặng hơn, khiến người ta đau đớn đến sống không bằng chết. Trước đây, bác sĩ Tân đã áp dụng các phương pháp điều trị nhẹ nhàng, nhưng chỉ trị được ngọn không trị được gốc, chỉ có thể khiến cơn đau bớt đi một chút đau đớn, nhưng không thể trị được dứt điểm. Lúc phát bệnh vẫn rất đau đớn. Khi còn trẻ thì vẫn có thể chống cự được, Đến lúc về già thì phải làm sao? Một khoảng thời gian trước, bác sĩ Tân đã nghiên cứu ra 10 cách để điều trị căn bệnh di truyền này. Khi bệnh tình phát tác, bác sĩ Tân không dùng cách chữa trị nhẹ nhàng nữa mà chọn thứ 10 phương pháp điều trị khác nhau đó. 10 cách ấy, mỗi một cách đều khiến người ta vô cùng khó chịu. Người bình thường thử một cách thôi đã đau đớn đến chết đi sống lại rồi, huống hồ thử liên tiếp 10 cách như vậy, ai mà chịu nổi chứ? cộng với sự đau đớn mà bản thân căn bệnh di chuyển kia mang lại, lúc đó anh ấy đã ngất đi. Nói đến đây, Mộc Dương nhất thở dài một tiếng, sau đó tiếp lời, cũng là oan nghiệt, chịu bao nhiêu khổ cực như thế, nếu có thể trị khỏi là điều tốt. Nhưng vấn đề là, cuối cùng anh ấy vẫn thất bại. Mười cách chữa trị, không có một cách nào thành công. Tinh thần cạn kiệt, cộng thêm sự dày vò của căn bệnh di chuyển kia, bác sĩ Tân không cầm cự được bao lâu đã qua đời. Nghe đến đây, Giang sách đã hiểu được đại khái câu chuyện. Anh thở dài đầy bất lực. Rõ ràng có thể chọn cách chữa trị nhẹ nhàng, mặc dù không chỉ được tận gốc, nhưng ít nhất vẫn có thể giữ được mạng sống. Tại sao Tân Kỳ lại cố chấp khăng khăng chọn thử 10 cách chữa trị đó chứ? Thử một hai cách thì còn được, thử liền một lúc 10 cách như vậy, đúng là quá ngốc nghếch. Không thể không nói, trong chuyện này Tân Kỳ quả thực đã quá cứng đầu và cố chấp. Mộc Dương nhất lấy một chiếc hộp ra, đặt lên bàn, Nhẹ giọng nói, đây là di vật trước lúc lâm chung của bác sĩ Tân, anh ấy dặn nhất định phải giao lại tận tay cho anh. Giang Sách đưa tay ra vuốt ve chiếc hộp. Thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong chỉ có một bức thư và một cuốn sách. Giang Sách cầm bức thư lên, mở ra, đọc nội dung bên trong. Sách, xin lỗi anh, tôi sợ không cầm cự được đến ngày anh quay lại Tây cương, xin viết một lời xin lỗi với anh tại đây, nhưng con người có vui có buồn, có ly có hợp, trời có lúc xanh trong cũng có khi u ám, trăng cũng có lúc tròn lúc khuyết. Ý trời đã vậy, không thể làm trái. Tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, vì thế tôi mong anh có thể làm giúp tôi một chuyện. Bát quái khí châm là cuốn sách về y học mà tôi đã dùng cả đời để viết nên, tôi không muốn nó bị mai một. Sau khi tôi chết, hy vọng anh có thể giao nó cho người nhà tôi, để nó được phát huy tác dụng, làm dạng danh gia đình tôi. Ngoài ra, sau khi tôi thử 10 phương pháp chữa trị đó, cuối cùng cũng tìm ra một phương pháp có thể hoàn toàn trị được tận gốc căn bệnh di truyền của gia đình tôi. Tôi đã không còn sức lực để phát triển phương pháp này nữa, nhưng tôi hy vọng anh có thể giao phó lại nó cho người nhà tôi. Có được cách chữa bệnh này, sau này gia đình tôi sẽ không phải chịu đựng những đau đớn của căn bệnh đó nữa. Phương pháp chữa trị đó tôi đã ghi lại trong chương cuối cùng của Bát Quái Khí Trâm, anh nhớ nhé. Cuối cùng, tôi vẫn muốn nói với anh một câu xin lỗi. Chúng ta đã từng giao hẹn là sẽ cùng nhau chứng kiến hòa bình đến, nhưng tôi không thể thấy điều đó nữa, anh nhất định phải thay đổi hoàn thành ước nguyện này nhé. Tạm biệt, Sách, tạm biệt, Tây Cương. Tôi yêu mọi người. Đọc xong bức thư, trong lòng Giang Sách càng thấy buồn bã hơn. Anh thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn cuốn sách trong chiếc hộp, đó là Bát Quái Khí Châm. Đây là tác phẩm y học mà Tân Kỳ đã dùng cả đời này để nghiên cứu và viết nên, là báu vật của giới y học cũng chứa đựng phương pháp chữa trị căn bệnh di truyền của nhà họ Tân. Đó là cách chữa trị mà Tân Kỳ đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy. Giang sách nhẹ nhàng sờ lên cuốn sách đó, nỗi nhớ nhung người đồng đội của mình càng sâu sắc và mãnh liệt hơn. Cuối cùng, anh thở dài nặng nề một tiếng. Em đã tra ra người nhà Tân Kỳ có những ai chưa? Mộc Dương nhất thành thật đáp lời, em đã tra ra rồi, bác sĩ Tân còn có hai người thân còn sống, là ba ruột của anh ấy Tân Tử Dân và em gái Tân Uẩn. chương 268, đó là lẽ dĩ nhiên. Trình độ y thuật của Tân Uẩn cũng khá cao, được mệnh danh là Nữ Hoa Đà. Giang sách nghe vậy lại thấy hơi bất ngờ. Trước đây anh chỉ biết y thuật của Tân Kỳ rất cao siêu, nhưng không biết hóa ra Tân Kỳ suốt. Thân từ gia đình có truyền thống y học, ba và em gái đều là người có trình độ y học vô cùng cao thâm. Như vậy thì càng tốt hơn nữa, Giang sách cầm cuốn sách lên, nói, nếu nhà bọn họ đã là gia đình có truyền thống y học, vậy thì nếu anh giao lại cuốn sách này cho bọn họ, nó nhất định sẽ phát huy được giá trị của mình, làm dạng danh gia đình nhà họ Tân. Tác phẩm y học mà cả đời Tân Kỳ viết nên cũng sẽ không bị mai một. À đúng rồi, em còn điều tra được một chuyện nữa. Mộc Dương Nhất nói, nghe nói gần đây bệnh di truyền của Tân Tử Dân phát tác, sống rất khổ sở, Tân Uẩn cũng bất lực không biết làm thế nào. Cô ấy đã gửi thiệp mời mời các bác sĩ nổi tiếng khắp thế giới chỉ để chữa khỏi căn bệnh mãn tính này cho ba mình. Giang sách sừng sốt. Xem ra, căn bệnh di truyền của nhà họ Tân thật sự rất quái ác. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu danh y mà vẫn không tìm ra phương pháp chữa trị, Tân Tử Dân và Tân Huẩn lợi hại như thế cũng không trị khỏi được căn bệnh khó chữa của mình. Thậm chí Giang sách còn nghĩ, nhà họ Tân trở thành một gia đình có tiếng về nghề y như vậy có lẽ là do căn bệnh quái ác này gây nên nhà họ Tân bọn họ bao đời nay đều nghiên cứu y học, thử tìm ra cách chữa trị triệt để. Nhưng hàng trăm năm trôi qua, cuối cùng vẫn phí công vô ích. May mà, sau đó nhà họ Tân xuất hiện một Tân Kỳ. Giang sách vỗ lên cuốn, bát quái khí châm, nói Tân Kỳ, nỗ lực của anh sẽ không vô ích đâu. Ít nhất thì anh cũng đã tìm ra cách chữa trị căn bệnh di chuyển của gia đình mình. Không cùng xiềng xích, đã, giam cầm, nhà họ Tân bao nhiêu năm qua, cuối cùng anh cũng tìm ra, chìa khóa, để mở rồi. Vào buổi tối, tại lối vào y quán nhân trị ở số 1182 đường Gia Hồng. Một chiếc Lincoln màu đen đang đậu ở đó. Giang sách bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn y quán. Mặc dù mặt tiền không lớn lắm, nhưng lại toát ra một vẻ cổ xưa và giản dị, mộc mạc. Đây là y quán của nhà họ Tân. Nó đã nằm ở đây hơn trăm năm, là y quán lâu đời hàng đầu ở thành phố Giang Nam trên tấm biển đề bốn chữ lớn được sơn vàng, thánh thủ hồi sinh. Đây là sự khẳng định lớn nhất về khả năng y thuật của nhà họ Tân. Lúc này, có không ít người đang đứng trước cửa y quán. Trong số đám người này có không ít người đến để xem náo nhiệt, tất nhiên cũng có không ít bác sĩ muốn đến thử vận may của mình. Vì căn bệnh di truyền tải phát nên gần đây tân tử dân rất đau đớn khổ sở, sống không bằng chết. Cộng thêm tuổi tác ông ấy đã cao, rất có khả năng sẽ vì đau đớn quá mà qua đời. Dù Tân Uẩn đã vắt óc thử hết các phương pháp chữa trị nhưng vẫn không thể khiến xoa dịu được sự đau đớn của ba mình chứ chưa nói đến việc trị khỏi được căn bệnh quái ác này. Đó là lẽ dĩ nhiên. Nếu có thể trị dứt điểm thì người nhà họ Tân đã khỏi bệnh từ lâu rồi. Trong hàng trăm năm qua, chuyện mà bao nhiêu tài năng trong giới y học không làm được thì Tân Uẩn cũng không thể làm được một cách dễ dàng. Việc nhà họ Tân không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Thế là Tân Uẩn liền có bệnh thì vái tứ phương, gửi thư mời cầu cứu, anh hùng ở khắp nơi, tuyên bố với cả giới y học rằng chỉ cần có người có có thể trị khỏi được căn bệnh di truyền này của ba cô ấy Tân Tử Dân, cô ấy sẽ tặng cho người đó một nửa quyền nắm giữ y quán nhân trị một y quán đã có tuổi đời trên trăm năm, như một món quà. Hơn nữa, cá nhân Tân Uẩn có đích thân hứa rằng nếu đối phương muốn, cô ấy sẵn sàng lấy thân báo đáp. Sự, cám dỗ, này quá lớn. Phải biết rằng, nhân trị là y quán đã có tuổi đời hàng trăm năm, giá trị của nơi này không cần nói cũng biết. Có thể có được một nửa quyền nắm giữ y quán thì không biết mỗi năm sẽ có bao nhiêu tiền chảy vào tài khoản. Huống hồ còn có thể nhân cơ hội này học được y thuật tổ truyền của nhà họ Tân. Đối với các nhân sĩ đến từ khắp nơi trong giới y học thì đây là một, cám dỗ, khó lòng mà cưỡng lại được. Huống chi còn có thể có được người đẹp. Tân Uẩn không chỉ được biết đến với biệt danh Nữ Hoa Đà, mà còn là một cô gái được bình phẩm qua tám chữ: mặt tựa tây thi, dáng tựa điêu thuyền. Có thể nói, vẻ đẹp và khí chất của Tân Uẩn có tìm khắp giới y học này cũng không thể tìm được người thứ hai. Chương 269, đó là điều nên làm. Không chỉ trong giới y học mà trong đám minh tinh nữ, người mẫu nữ đang hot hiện thời, tùy tiện chọn ra một người cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Tân Uẩn. Trước đây đã có không biết bao nhiêu nhiều người ngưỡng mộ vẻ ngoài xinh đẹp của Tân Uẩn mà tìm đến cửa xin được cứu cô ấy, nhưng tất cả đều bị Tân Uẩn từ chối một cách tuyệt tình. Cô ấy có yêu cầu rất cao đối với ý trung nhân của mình. Hôm nay, vào giờ phút này, Tân Uẩn đồng ý lấy thân báo đáp thực sự là một cơ hội trời cho đối với những người vốn đã có vọng tưởng muốn có được cô ấy. Chị khỏi bệnh cho Tân Tử Dân là có thể ôm được người đẹp. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rất phấn khích rồi. Nhưng... Mộng tưởng thì luôn đẹp đẽ, còn hiện thực lại, khó nhằn. Nếu có thể dễ dàng trị khỏi bệnh như vậy, người nhà họ Tân cũng không cần phải khổ sở bao nhiêu năm qua. Vì thế mặc dù người đến rất đông, nhưng chẳng có một ai trông có vẻ đáng tin cậy. Đặc biệt là Tân Uẩn còn rất thông hiểu về y thuật, nếu muốn nói nhăng nói cuối trước mặt cô ấy thì chắc chắn sẽ không qua được ải này. Một cô gái thông minh, cơ chí và tháo phát, đây là lời miêu tả hay nhất dành cho Tân Uẩn giang sách đang chuẩn bị xuyên qua đám đông bước đến y quán thì thấy một nhóm người đi đến xuyên thẳng qua đám đông một thanh niên bước vào y quán dưới sự hộ tống của đội ngũ đó thấy anh ta xuất hiện tất cả những người đang có mặt ở đó đều lắc đầu cười khổ xong rồi xong rồi con trai cả của chủ tịch hiệp hội y học thạch văn bình đã đích thân xuất mã chúng ta hoàn toàn không có cơ hội nữa rồi ha ha nói như thế nếu thạch văn bình không xuất hiện thì anh có cơ hội ấy chật 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 thật sự không ngờ tới lần này có thể khiến thạch văn bình ra mặt phải biết rằng hiệp hội y học là anh cả của toàn ngành y trong đó có rất nhiều cao thủ đặc biệt là hội trưởng y thuật kỳ diệu như thần con trai cả của hội trưởng được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi ngay cả tân uẩn mà so với anh ta cũng bất phân thắng bại theo tôi thấy có lẽ thạch văn bình còn giỏi hơn tân uẩn một chút thạch văn bình còn trẻ y thuật cao siêu lại còn đẹp trai như vậy tôi thấy nếu anh ta không trị khỏi được cho tân tử dân thì có lẽ tân uẩn cũng sẽ lấy thân báo đáp. Trong sự bàn tán xôn xao của đám đông, Giang sách chỉ bình thản đi đằng sau đám người kia, bước vào y quán. Vừa bước vào đã có quản gia sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ. Lúc này, Giang sách đang ngồi cách Thạch Văn Bình một chỗ. Thạch Văn Bình liếc nhìn anh, nhưng rất lạ mặt, anh ta không nhớ ra trong giới y học có một nhân vật như này anh ta đang định mở lời hỏi thăm một chút thì nghe thấy những tiếng bước chân vang lên bước qua bước bình phong một cô gái xinh đẹp trẻ trung xuất hiện trước mặt hai người bọn ho trông cô ấy lưu yếu đào tơ nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng như xương như băng một vẻ quật cường bướng bỉnh toát ra từ trong cốt tủy người con gái này không cần giao tiếp với cô ấy mà chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi cũng biết đây là một cô gái ngoài mềm trong cứng nếu bị vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh của cô ấy đánh lừa sẽ là một sai lầm lớn. Cô ấy là nữ hoa đà Tân Uẩn. Tân Uẩn của lúc này đang mang vẻ mệt mỏi, phờ phạc trên khuôn mặt. Quần thâm dưới mắt nhìn khá rõ, có thể thấy thời gian gần đây vì chăm sóc người bố già ốm yếu đã khiến cô ấy khá vất vả. Cô ấy nhìn giang sách trước, tỏ ra hơi thất vọng. Khoảng thời gian gần đây cô ấy đã tiếp xúc với rất nhiều những khuôn mặt xa lạ như giang sách, tất cả đều là những nhân vật tầm thường không có ngoại lệ. Nhìn vẻ ngoài của giang sách, cũng không giống dáng vẻ nên có của một danh y. Vì thế, Tân Uẩn khó tránh khỏi nỗi thất vọng. Cô ấy rời mắt sang bên cạnh, lúc nhìn thấy Thạch Văn Bình, trong mắt cô ấy liền hiện lên một tia hy vọng. Nếu có ai ở thành phố Giang Nam có thể chữa trị căn bệnh di truyền của nhà họ Tân. Người đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là người nhà họ Thạch. Chỉ là hiệp hội y học nhà họ Thạch và y quản nhà họ Tân từ trước đến nay đã luôn bất hòa, trước đây khi tân tử dân còn nắm quyền quản lý y quản, ông ấy cũng thường đè đầu cưới cổ, hiệp hội y học, không cho bọn họ ngóc đầu lên được. Gần đây tân uẩn lên nắm quyền, hiệp hội y học mới dần có chỗ đứng, trở thành đầu tàu trong ngành. Nếu bỏ qua ân oán hận thù giữa hai gia tộc, chỉ nói đến y thuật thì nhà họ thạch có tư cách để so sánh với nhà họ tân. Trong lòng tân uẩn cảm thấy hơi hơi được an ủi, ngồi đối diện với hai người kia. Mỉm cười nói, tôi sẽ không nói những lời thừa thãi nữa, nếu hai vị đã tới đây thì hẳn là đã nắm rõ ràng mọi điều không phải tôi không tin tưởng y thuật của hai vị chỉ là bệnh ba tôi rất nặng không thể tùy tiện chữa trị cho nên trước đó tôi muốn tìm hiểu về hai người một chút thạch văn bình gật đầu đáp đó là điều nên làm tân uẩn mỉm cười không vội hỏi thạch văn bình ngay mà nhìn sang giang sách trước hỏi vị này xin hỏi phải xưng hô với anh thế nào tôi tên giang sách anh giang thứ cho tôi mạo muội tôi chưa bao giờ thấy anh trong giới y học, không biết anh xuất thân từ đầu, từng theo học ai. Giang sách trả lời rất bình tĩnh, tôi chưa từng theo học ai hết. chương 270, đến thưởng ngoạn phong cảnh ư. Một câu nói này của Giang sách đã suýt chút nữa khiến Tân Uẩn phun ra máu. Không hiểu y thuật, không hiểu y thuật thì anh đến đây làm gì? Đến thưởng ngoạn phong cảnh ư. Giang sách nhận ra mình đã lỡ lời, bèn vội vàng giải thích, à, thực ra ý của tôi là tôi có một cách có thể chữa khỏi căn bệnh di truyền của gia đình cô nên đặc biệt đem đến đây cho cô anh còn chưa kịp giải thích xong thạch văn bình ở bên cạnh đã khẽ lắc đầu ngậm miệng lại giang sách sững sờ quay sang nhìn thạch văn bình chỉ thấy anh ta chỉnh trang lại quần áo nói một cách thẳng thừng ngay từ đầu tôi đã thấy con người anh không đáng tin cậy rồi quả nhiên vừa mở miệng một cái anh đã lòi cái đuôi cáo nếu anh đã không xuất thân từ gia đình có truyền thống về nghề y cũng chưa từng học qua trường lớp chuyên nghiệp chẳng có một chút hiểu biết gì về y thuật thì anh làm gì có tư cách để nói sằng nói bậy ở đây anh vừa nói gì cơ anh có một cách có thể chữa khỏi căn bệnh di truyền của nhà họ tân ư ha ha anh nói câu này không sợ mọi người cười vỡ bụng à một kẻ ngoài nghề chẳng biết tí y thuật gì lại dám nói mình có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác đã khiến người nhà họ tân khổ sở trong hơn trăm năm qua, anh coi thường ai thế. Thạch Văn Bình thở dài, nói thứ cho tôi mạo muội cô Tân, tôi nghĩ để cứu ba mình, cô đã ra những điều kiện quá hấp dẫn mới thu hút đám ruồi bọ này đến. Chật, Tân Uẩn cũng lộ vẻ tức giận. Nhưng bây giờ cô ấy để tâm đến chuyện chữa trị cho ba mình hơn, nên không thèm để ý đến giang sách, mà hỏi Thạch Văn Bình, anh Thạch, anh không cần phải tự giới thiệu nữa, con trai cả của hội trường hiệp hội y học, tiếng lành đồn xa không ai là không biết. Nếu anh đã tới đây, tôi tin chắc rằng anh có thể đem đến một niềm vui bất ngờ cho tôi. Đương nhiên rồi. Thạch Văn Bình liếc giang sách, nói tôi không giống với một số người nào đó không có học thức cũng chẳng có y thuật, hành xử một cách cầu thả. Cô Tân, thật ra theo tôi được biết, căn bệnh di truyền của nhà họ Tân là một loại bệnh cảm hàn hiếm gặp dựa theo nguyên lý tương sinh tương khắc tôi đã nghiên cứu ra một phương pháp dùng hỏa để chỉ có dược tính cực mạnh thạch văn bình lần lượt giải thích phương pháp chữa trị của mình tân uẩn lắng nghe rất chăm chú hai người họ đều cảm thấy phương pháp này rất đáng tin cậy mặc dù hơi nguy hiểm một chút nhưng tính khả thi rất cao tuy nhiên giang sách vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ bất ngờ lên tiếng các người bỏ cuộc đi phương pháp đó đã có người từng thử rồi không những không có hiệu quả mà còn khiến bệnh tình nặng thêm. Thạch Vân Bình lập tức nhíu mày. Phương pháp mà anh ta nghĩ ra không chê vào đâu được, ngay cả Tân Uẩn cũng khen ngợi không ngớt lời. Một kẻ ngoại đạo như Giang Sách lại dám phát ngôn bừa bãi ở đây ư. Anh ta bất mãn nói, cô Tân, có thể phiền cô đuổi kẻ không biết một chút y thuật gì ra khỏi đây không? Có anh ta ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. chương 271, Bát Quái Khí châm. Tân Uẩn gật đầu, vừa định mời Giang Sách ra ngoài đã thấy anh nhẹ giọng nói, phương pháp này của anh chỉ nhìn thấy được bề nổi của tảng băng. Thực ra bệnh di truyền của nhà họ Tân là ngoài lạnh trong nóng. Anh dùng loại thuốc có nhiệt tình cực mạnh sẽ khiến bệnh tình chuyển biến xấu đi. Đến lúc đó người bệnh sẽ nóng bừng khắp người, như thiếu như đốt, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Nói sằng nói bậy, Thạch Văn Bình tức giận đến nỗi đứng bật dậy. Thành quả mà mình vất vả nghiên cứu ra, anh ta không cho phép một kẻ ngoại đạo dám nói nhăng nói cuội về nó. Nhưng Tân Uẩn lại cảm thấy những điều Giang Sách nói cũng hơi có lý. Đặc biệt là dường như Giang Sách nắm rất rõ về bệnh di truyền của nhà họ Tân, thế là cô ấy bèn tò mò hỏi, anh Giang, tại sao anh lại hiểu về căn bệnh di truyền này của nhà chúng tôi như vậy? Còn nữa, anh nói có người đã từng thử nghiệm phương pháp này, chuyện là thế nào? Giang Sách cũng không giấu giếm, đáp thực ra hôm nay tôi tới đây là để hoàn thành tâm nguyện của một cô nhân. Ồ, người đó là ai? Tân Kỳ. Trong phút chốc, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, những người có mặt ở đó không có một ai thốt nên lời. Lúc đầu, Giang Sách còn tưởng rằng sau khi nghe thấy tên anh trai mình Tân Uẩn sẽ mừng vui đến bật khóc, hỏi han hết cái này đến cái nọ, nhưng kết quả lại vô cùng lúng túng và khó xử. Tân Uẩn đập bàn đứng dậy, chỉ tay ra ngoài cửa. Anh, cút ra ngoài cho tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghe thấy tên anh trai mình, không những không cảm khái mà còn tức giận ư? Giang Sách nhíu mày, giải thích tôi và anh trai cô là chiến hữu. Cách đây một thời gian vì bệnh tình của cậu ấy phát tác, thay vì lựa chọn phương pháp điều trị nhẹ nhàng, Tân Kỳ đã chọn thử 10 phương pháp chữa trị khác nhau, sau khi thử tất cả những cách đó vẫn không có kết quả. Cách mà hai người vừa nói cũng nằm trong số đó. Tình trạng bệnh tiếp tục xấu đi, và anh trai của cô chắc chắn sẽ chết nhưng cuối cùng anh ấy đã tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh di truyền của nhà họ tân trước khi qua đời và nhờ tôi giao nó lại cho cô cô tân xin đừng phụ lòng anh trai cô đây là thứ mà tân kỳ đã đổi bằng mạng sống của mình để có được giang sách lấy cuốn bát quái khí châm ra đặt lên bàn nói chương cuối của cuốn sách này là phương pháp chữa trị tận gốc căn bệnh di truyền này do đích thân anh trai cô nghiên cứu ra mong cô hãy nhận lấy những lời giang sách nói khá cảm động, nhưng Tân Uẩn lại chẳng hề cảm kích. Cô ấy mắng, Tân Kỳ, ha ha, ai thèm nhận tình cảm của tên khốn kiếp đó chứ? Anh ta vốn dĩ là trụ cột trong gia đình, là trụ cột của gia tộc. Ba đã già rồi, anh ta nên gánh vác trọng trách nặng nề của cả gia tộc này. Nhưng kẻ hèn nhét đó lại chạy đến biên cương phía Tây, trốn trách trách nhiệm gia tộc. Ba tôi đành phải tiếp tục chống cự, tiếp tục gánh vác, mãi vẫn không thể lui về sau để nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già vì thế ông ấy mới bệnh tật ốm yếu như vậy còn nữa đảng hận nhất là ba năm trước mẹ lâm bệnh nặng chúng tôi đã tìm mọi cách gọi anh ta quay về nhưng anh ta vẫn cứ chỉ hoãn trần trừ mãi không chịu về tận đến khi mẹ chút hơi thở cuối cùng vẫn không được nhìn thấy mặt con trai một lần cuối anh nói xem anh ta có còn là con người không tang lễ của mẹ anh ta cũng không về dự ha ha anh trai ư tôi không có loại anh trai chó má không nhận người thân ruột thịt như anh ta đâu anh nói anh ta đã chết rồi ư tôi chỉ có thể nói đáng đời lắm loại người khốn kiếp bất nhân bất trung bất hiếu đó chết càng sớm càng tốt trước lúc chết còn nghĩ đến việc đóng góp một chút công lao cho gia tộc này ư tôi phải cảm ơn anh ta đấy à cút cút khỏi nhà họ tân tân uẩn cầm cuốn bát quái khí châm trên bàn ném thẳng ra ngoài cửa lớn sách của tân kỳ cô ấy không thèm đọc dù chỉ một trang khúc mắc giữa Tân Uẩn và Tân Kỳ đã không thể hòa giải được. Đây là điều mà Giang Sách không ngờ tới. Thạch Văn Bình ở bên cạnh còn chế nhạo, một tên xúc sinh đại nghịch bất đạo như vậy, kỹ thuật chắc chắn cũng rất tầm thường, sách anh ta viết ra làm sao có thể tin được. Nói một cách khó nghe, nếu anh ta thật sự có bản lĩnh có thể trị khỏi bệnh di truyền của nhà họ Tân thì sẽ không bị căn bệnh đó dày vò mà chết. Cuối cùng, ngoài việc chứng minh bản thân mình là một tên vô dụng ra, anh ta chẳng làm được gì hết sắc mặt giang sách trở nên lạnh lùng. chương 272, không phải, ý tôi là điều kiện còn lại cơ. Dù sao Tân Uẩn cũng là em gái của Tân Kỳ, là người thân của anh ấy. Giang sách đứng dậy nói, cô Tân, sự hiểu lầm của cô với anh trai đã quá sâu sắc, nhưng cô không nên vì hận anh trai mà bỏ qua bệnh tình của ba mình được. Anh vừa đi ra cửa vừa nói, vẫn là câu nói đó, trong cuốn sách, bát quái khí châm, này có ghi chép phương pháp chữa trị tận gốc căn bệnh di truyền của nhà họ Tân. Nếu muốn có nó thì hãy đến công ty giải trí Ước Mạch tìm tôi." Giang Sách cúi người nhặt cuốn sách lên, nói một câu cuối cùng, "Ngoài ra, tuyệt đối đừng dùng cách hai người vừa bàn bạc, cách đó sẽ khiến ba cô mất mạng đấy. Tôi chỉ nói đến thế thôi, tạm biệt." Tới tận lúc Giang Sách đã rời đi, Thạch Văn Bình mới khinh khỉnh nói, "Thói đời ngày nay chó mèo gì cũng có thể chạy tới sủa loạn." cái loại người không học vấn không nghề nghiệp mà cũng dám tới múa rìu qua mắt thợ, ha ha. Tân Uẩn cố gắng bình tĩnh lại. Vốn cô ấy đã bị gánh nặng cuộc sống đẻ đến thở không nổi, mới này còn nghe thấy tin tức về anh trai Tân Kỳ nên mới không kiềm được con xúc động. Sau một hồi lâu, cô ấy từ tốn mở miệng, không nói tới gã thần kinh kia nữa, chúng ta trở lại chủ đề đang bàn dở đi. Anh Thạch, về bệnh tình của ba tôi, anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Thạch Văn Bình cười đáp, nói 100% thì có hơi giả dối, có lẽ tầm 99 thôi. Nếu Thạch Văn Bình đã thoát ra cụm, 99, vậy chứng tỏ căn bệnh này chả phải vấn đề gì lớn. Trên mặt Tân Uẩn lộ vẻ vui mừng. Vậy xin anh Thạch hãy nhanh nhanh chữa trị cho ba tôi đi ạ. Thạch Văn Bình tăng hắng một cái, à, trước khi chữa trị, tôi muốn xác nhận lại một chuyện. Cô Tân, những điều kiện mà cô đưa ra có thật không? thật chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho ba tôi quyền sở hữu một nửa phòng khám sẽ thuộc về anh không phải ý tôi là điều kiện còn lại cơ tân uẩn sững sờ rồi lập tức hiểu ra ý thạch văn bình là gì anh ta muốn chiếm lấy mình chuyện này chẳng có gì lạ anh hùng yêu mỹ nhân đặc biệt là những cô gái xinh đẹp giống như tân uẩn thì lại càng được nhiều đàn ông thèm khát thạch văn bình cũng là đàn ông mà đàn ông ai chẳng yêu người đẹp tân uẩn cắn môi tuy cô ấy không quá hứng thú với thạch văn bình cũng biết mâu thuẫn giữa hai gia đình không hề nhỏ nhưng vì bệnh tình của ba cô ấy tình nguyện hy sinh chính mình nói đi cũng phải nói lại dù sao nhà họ thạch cũng là gia tộc lớn ba của thạch văn bình còn là nhân vật có máu mặt trong giới y học lúc bấy giờ nếu gả cho anh ta thì cũng đâu tính là chịu uất ức nhỉ tân uẩn gật đầu yên tâm toàn bộ những lời tôi đã hứa với anh đều có hiệu lực cả thành giao Thạch Văn Bình đứng lên, tôi đã mang đầy đủ dược vật đến rồi, chúng ta mau mau chữa trị cho ba cô đi. Tân Uẩn giơ tay, mời. Dưới sự chỉ dẫn của Tân Uẩn, hai người bước vào phòng trong, tới trước giường bệnh của Tân Tử Dân. Lúc này mấy người hầu vẫn đang dốc lòng săn sóc ông ấy. Thạch Văn Bình đứng trước giường bệnh quan sát một lượt, phát hiện hai mắt Tân Tử Dân nhắm nghiền, chỉ thở ra chứ không hít vào, cả người không ngừng run rẩy, trên da động một lớp trắng xóa như sương mù sáng sớm anh ta đặt tay lên cánh tay tân tử dân, cẩn thận cảm nhận một lát, lạnh lẽo tê người. Không khác suy nghĩ của tôi là bao, mau cho ông ấy uống thuốc đi. Thạch Văn Bình nấu thuốc ngay tại chỗ, còn Tân Uẩn đứng cạnh hỗ trợ. Hai bác sĩ thiên tài xuất sắc nhất Giang Nam bắt tay hợp tác, chỉ một lát đã sơ chế xong tất cả được vật. Độ lửa, liều lượng, tất cả đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Thạch Văn Bình bắt đầu cho Tân Tử Dân dùng thuốc, Tân Uẩn chăm chú quan sát, không rời mắt một giây, đồng thời cũng cẩn thận ở bên cạnh hỗ trợ. Một chén thuốc xuống bụng, cơ thể tân tử dân không còn run rẩy nữa. Hai chén thuốc xuống bụng, hô hấp của tân tử dân trở nên thông thuận hơn. Sau khi uống xong chén thuốc thứ ba, cả người tân tử dân không còn lạnh nữa. Thạch Văn Bình quả nhiên vẫn có chút năng lực, phương pháp trị liệu bằng sức nóng mà anh ta dùng có hiệu quả ngay lập tức, tin rằng nếu tiếp tục dùng cách này, bệnh tình của tân tử dân nhất định sẽ hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. chương 273, trông cực kỳ buồn nôn. Thấy tình trạng của ba đã ổn định trở lại, vẻ thống khổ trên mặt cũng giảm bớt, mặt mày hồng hào hơn, tân uẩn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh Thạch. Đừng khách sáo, đây chỉ là bước ban đầu, kế tiếp tôi còn phải. Không đợi anh ta nói hết cầu, tân tử dân đột ngột hét lên, đau đớn lăn lộn trên giường. Ba, Tân Uẩn vội vàng chạy tới trông non, ba, ba sao vậy, ba ơi. Thời khắc tay cô ấy chạm vào người ba mình, Tân Uẩn cảm giác bản thân như đang đụng vào ấm nước đang sôi, nóng đến cực độ. Bệnh hàn đã được loại trừ những cơ thể ông ấy lại trở nên nóng bỏng lạ thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Tân Uẩn quay đầu, trừng mắt nhìn Thạch Văn Bình, lớn tiếng chất vấn. Tôi, tôi, tôi không biết, Thạch Văn Bình đổ mồ hôi ròng ròng, rõ ràng phương pháp anh ta dùng đã trị không biết bao nhiêu chứng hàn, nhưng lại chưa từng gặp phải căn bệnh nào quái dị như tân tử dân. Tại sao vừa trị khỏi chứng hàn đã lại mọc lên một cái, chứng nóng, rồi? Da rẻ trên người tân tử dân đỏ hết cả lên, tựa như vừa mới ngâm nước nóng xong vậy. Hơn nữa, trên tay, mặt, và cả đời cũng bắt đầu mọc lên nốt phát ban, cực kỳ ngứa. Tân tử dân vừa đau vừa ngứa, không nhịn được nên giơ tay gãi, vừa gãi, nốt phát ban lập tức bị vỡ, máu ngủ chảy ra, trông cực kỳ buồn nôn. Thấy cảnh tượng này, Tân Uẩn vừa gấp cũng vừa bất lực. Cô ấy là bác sĩ, tất nhiên biết những chuyện đang xảy ra trước mắt có ý nghĩa gì. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa ba sẽ chết mất. Thạch Văn Bình bó tay chịu chói, gấp đến độ chảy đầy mồ hôi. Tại sao lại như vậy? Không thể nào có chuyện này được. Trước kia tôi cũng từng dùng cách này để chữa chứng hàn cơ mà, mọi chuyện đầu có thành ra như vậy sao lại vậy chứ cuối cùng tân uẩn cũng nhận ra không thể dựa vào thạch văn bình được nữa cái tên lang băm này dám xem bệnh di truyền của nhà họ tân với chứng cảm hàn thông thường là một loại nếu chỉ là cảm hàn thông thường với năng lực của nhà họ tân tổ tiên của cô ấy có nhiều người tài giỏi như vậy sao lại chẳng có ai nghĩ ra phương pháp trị tận gốc chứ nguyên nhân là vì chứng hàn của nhà họ tân cực kỳ đặc biệt cho nên trăm năm qua cả gia tộc vẫn luôn bó tay chịu trói. Tân Uẩn sốt ruột đến sắp khóc, chợt, cô ấy nhớ lại lời giang sách đã nói, phương pháp này của anh chỉ có thể trị được triệu chứng bên ngoài. Thật ra, bệnh di truyền của nhà họ Tấn thuộc kiểu trong nóng ngoài lạnh, nếu anh dùng được vật có tính cực nóng, sẽ chỉ thúc đẩy bệnh tình ngày càng xấu hơn mà thôi. Đến lúc đó cơ thể người bệnh sẽ nóng như lửa đốt, có thể chết bất cứ lúc nào. Tình cảnh trước mắt không phải giống hệt những lời giang sách đã nói ư cô ấy cố gắng nhớ kỹ hơn, hình như Giang Sách từng nói, chương cuối cùng trong quyển, bát quái khí châm, có ghi lại cách chỉ tận gốc căn bệnh di truyền của nhà họ Tân, đó là manh mối mà Tân Kỳ cố gắng hy sinh mình mới đổi lại được. Tuy rằng Tân Uẩn hận Tân Kỳ tới thấu xương, nhưng có hai điểm cô ấy không thể phủ nhận. Một là trong nhà họ Tân, không một ai sánh nổi với y thuật của Tân Kỳ, dù là ba cô ấy Tân Tử Dân thì cũng không bị kịp. Tân Kỳ là bác sĩ thiên tài chân chính, là bóng lưng mà Tân Uẩn có cố gắng thế nào cũng không với tới nổi. Thứ hai, Tân Kỳ hiểu vô cùng rõ về căn bệnh di truyền của gia tộc. Tân Kỳ là một thành viên trong gia tộc, năm nào cũng phải chịu đựng sự tra tấn đến từ căn bệnh này, đương nhiên là sẽ hiểu rõ hơn người ngoài như Thạch Phan Bình rồi. Y thuật cao siêu, hơn nữa còn hiểu rất sâu về bệnh tật. Nếu như trên thế giới này có người chữa khỏi tận gốc căn bệnh di truyền của nhà họ Tân, vậy đáp án chỉ có một, Tân Kỳ. Tuy rằng Tân Uẩn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật. Nhìn thấy ba đã sắp đi đời nhà ma, cô ấy không còn tâm trí để căm hận anh trai nữa. Mặc kệ những thứ lật vặt mổn ngang trong quá khứ, cô ấy hét lớn với người hầu, lập tức chuẩn bị xe, nhanh lên. Người hầu hỏi, "Cô chủ, cô muốn đi đâu?" Tân Uẩn nói, "Giải trí ức mạch, tìm Giang sách." Bây giờ thứ cứu được Tân Tử dân chỉ có quyển sách, bát quái khí châm trong tay Giang sách thôi. Đó là công sức cả đời của Tân Kỳ, là thứ duy nhất mà Tân Uẩn còn có thể tin. Tưởng, chương 274, chiếc xe Lincoln không nhúc nhích. Chiếc xe nhanh chóng sẵn sàng, Tân Uyển để người hầu tiếp tục chăm sóc Tân Tử Dân, còn cô ấy tự mình lái xe đến công ty giải trí ức mạch một chuyến. Suốt dọc đường làng Tân Uẩn như lửa đốt. Nhìn thấy trạng thái kia của ba, cô không biết khi nào sẽ qua đời. Đều trách cô không tốt. Nếu như cô không cố chấp theo ý mình, nếu cô không kiên trì tin lời của Thạch Văn Bình thì Tân Tử Dân sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tân Uẩn càng ngổn ngang cảm xúc. Cảm thấy chính mình đã, mưu sát ba mình. Kít tê một chiếc xe Lincoln màu đen lái tạt qua, ngang ngược chắn giữa đường. Tân Uẩn không thể không dừng xe lại, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một vết hằn dài. Phanh xe đột ngột khiến Tân Uẩn suýt chút nữa đập đầu vào lưng ghế ngồi phía trước cô ấy tức giận hỏi có chuyện gì vậy thưa cô có một chiếc xe đột nhiên lao ra giữa đường không thể đi tiếp được ạ à? tính mạng của tân tử dân đang trong lúc nguy cấp đúng lúc cấp bách lại nhảy ra một chiếc xe cản đường khiến tân uẩn tức nổ phổi cô ấy mở cửa xe đi thẳng đến xe trước mặt trước giờ cô ấy vẫn luôn giữ lý trí nhưng lúc này cũng không nhịn nổi nữa mà mở miệng mắng người anh có biết lái xe không thể anh chặn đường người ta rồi đấy có biết không mau lái xe đi Tôi còn có chuyện gấp. Chiếc xe Lincoln không nhúc nhích. Cửa sau xe mở ra, một người đàn ông ngồi trên ghế phía sau xe, trong tay còn cầm một quyển sách. Người kia là giang sách, quyển sách là bát quái khí châm. Tân Uẩn đứng ngẩn ra. Giang sách cười, bình thản nói, còn đợi gì nữa? Mau lên xe, xe của tôi nhanh hơn xe cô. À, Tân Uẩn không nói gì nữa, cứ thế lên xe của giang sách, sau đó xe chạy về hướng y quản của nhà họ Tân trên xe tân uẩn hỏi anh không về à giang sách bình tĩnh nói vốn định quay về nhưng tôi lại nghĩ chắc chắn cô sẽ đến tìm tôi nếu tôi về sẽ chỉ hoãn thời gian nhớ bệnh tình của ba cô có chuyển biến đột ngột gì đó biết phải làm sao mặt tân uẩn hơi ửng hồng hơi ngại ngùng vừa rồi tôi dùng những lời kia nói với anh mà anh vẫn còn suy nghĩ cho nhà tôi nữa xin lỗi anh không có gì tôi cũng không phải làm vì cô Giang sách nói sự thật, tôi làm vậy vì Tân Kỳ thôi, dù sao đó cũng là ba của Tân Kỳ, kể cả tôi có giận hơn nữa cũng không thể lấy ba của chiến hữu ra chút giận được. Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng lại. Giang sách và Tân Uẩn lần lượt xuống xe, đi vào trong y quản, đến trước giường bệnh của Tân Tử Dân. Lúc này bệnh tình của Tân Tử Dân đã nghiêm trọng hơn nhiều, ý thức đã mơ hồ, hơi thở nặng nề. Nhìn dáng vẻ đó chắc hẳn cũng không sống được bao lâu nữa nếu tân kỳ nói không sai thì trang cuối cùng có thể cứu người giang sách nói đưa quyển sách cho tân uẩn tân uẩn cũng không khách sáo nữa cũng không để ý đến mối hận với anh trai lúc này còn thứ gì quan trọng hơn cứu sống ba mình chứ cô ấy nhanh chóng lật đến trang cuối chương cuối cùng của bát quái khí châm là cửu dương thiện bệnh hàn tổ truyền nhà họ tân khó chỉ tận gốc là bởi vì khí lạnh trong người không chỉ đơn thuần là khí lạnh nếu như dùng phương pháp làm nóng bình thường để điều trị khí lạnh sẽ bị đồng hóa thành khí nóng dẫn đến cơ thể nóng bức vô cùng nếu như lúc này dùng phương pháp làm lạnh để điều trị thì khí nóng lại trở về thành khí lạnh luồng khí này gặp lạnh trở lạnh gặp nóng biến nóng lơ lửng không cố định không thể loại trừ đây là bệnh di truyền nguy hiểm nhất của nhà họ tân nếu như cứ cố gắng chữa đi chữa lại không những không chữa khỏi được mà ngược lại còn làm cho cơ thể bị dày vò đến tàn tạ người cũng mất mạng theo bởi vì vậy, tôi sáng tạo ra phương pháp chữa trị cửu dương. chương 275, Đồ lang băm hại người. Sau khi đọc hết các dòng thuyết minh, Tân Uẩn kinh ngạc không khép nổi miệng. Người có thể nghĩ ra phương pháp điều trị này đúng là trước sau chưa từng có người thứ hai. Nói ngắn gọn là, cách chữa bệnh bình thường là lấy bệnh ra khỏi cơ thể người bị bệnh. Những bệnh di truyền của nhà họ Tân đáng sợ chính là ở chỗ không có cách nào để bài trừ ra được. Kết quả là tân kỳ lại nghĩ đến không lấy bệnh ra khỏi người mà lại ép chúng vào chín huyệt đạo trong cơ thể người, tạo thành âm dương hòa hợp, thành chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cực kỳ to gan, bởi vì chỉ cần một thao tác sai thì không những không chữa được bệnh mà bệnh còn càng nặng thêm nữa. Đến lúc đó thì chết chắc không còn gì nghi ngờ. Nhưng cũng phải nói lại, nếu như không làm như vậy thì tân tử dân cũng không thể sống thêm bao lâu nữa. Không còn thời gian mà nghĩ nhiều như thế nữa. Tân Uẩn bảo người mang châm đến, dựa theo những nội dung được ghi chép trong sổ mà làm theo từng bước một, phân tán, khí. Trong cơ thể tân tử dân vào chín huyệt đạo lớn trong cơ thể. Khí nhanh chóng được hóa giải hết. Không còn khí nữa, tân tử dân đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy bất kể đau đớn hay thiêu đốt nào nữa, hơi thở cũng lưu thông dễ dàng lại. Tân Uẩn lại bảo người mang thuốc bôi ngoài ra đến, xử lý sạch sẽ những mụn ngủ trên người tân tử dân, băng bó gọn gàng, cô ấy vẫn còn chưa yên tâm, vẫn tiếp tục ở lại quan sát thêm. Kết quả cô ấy kinh ngạc mà phát hiện ra, bệnh tình tiến triển hệt như những gì được viết trên sách, khí được hấp thụ hoàn toàn, hơn nữa chín huyệt đạo trên cơ thể cũng biến đổi theo khí, đạt đến sự cân bằng đầy vi diệu. Luồng khí đó không những không tiếp tục tác quái trong cơ thể nữa mà còn trở thành chất dinh dưỡng trong cơ thể tân tử dân, giúp ông ấy hồi phục sức khỏe. Nhìn thấy hình ảnh này, Tân Uẩn cũng thở phào một hơi cuối cùng ba cũng được cứu rồi. Bầu không khí trong phòng hơi xấu hổ, Thạch Văn Bình đứng ở một bên, cả người không. Được tự nhiên, anh ta muốn thông qua lần này mà có được y quán, có được tân uẩn. Kết quả bởi vì tay nghề tàn tạ mà thất bại, ngược lại giang sách mà anh ta chế diễu lại cho tân uẩn quyển sách có cách cứu chữa. Mặt đau quá, đường đường là con trai của trường hiệp hội y học mà lại bị một người ngoài ngành đánh bại, chuyện này mà bị lộ ra sau này lấy mặt mũi nào gặp người ta nữa thạch văn bình không có liêm sỉ tiếp tục làm tới khu một tiếng ngượng ngập à thì cô tân này chúc mừng cô đã chữa khỏi được bệnh của ba nhà tôi vẫn còn chút việc tôi xin phép không làm phiền nữa tôi về trước nhé cũng không đợi tân uẩn đồng ý anh ta đã cúi đầu mặt mũi xám ngoét rời đi danh tiếng của nhà anh ta bị quét sạch rồi tân uẩn nhìn bóng lưng rời đi của thạch văn bình hư lạnh một tiếng đồ lang băm hại người giang sách khẽ cười được rồi việc tối nên làm cũng đã làm xong rồi cũng nên đi thôi tạm biệt đợi đã còn chuyện gì hà tân uẩn nói anh đã cứu ba tôi một mạng theo lời đã hứa tôi sẽ giao một nửa quyền điều hành y quán cho anh hả mặc dù giang sách có biết chuyện này nhưng anh không phải vì chuyện này mà đến hơn nữa anh là một kẻ tay ngang nắm giữ y quán nhà người ta làm gì anh cũng đâu có biết khám bệnh cho người ta đâu còn nữa tân uẩn cắn môi tâm trạng lên xuống bất định cô ấy nhìn chăm chú giang sách một hồi lâu đỏ mặt nói theo lời đã hứa tôi còn phải gả cho anh làm vợ của anh